Alo, xin chào một khán giả gọi đến từ Bình Dương. Dạ, em chào anh ạ. Vâng, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì vậy ạ? À, như mỗi hôm em trình bày, em có một đứa bé gái 16 tuổi. Rồi. Mà hiện tại bây giờ là bé nghỉ học rồi. Cái hồi bé đi học thì hay đánh nhau. Hay đánh Rồi. nhau với các bạn nữ. Và Rồi. bây giờ như kiểu mà bé kiểu không không kiểu không không được bình thường như mọi người khác, là không thích giao tiếp với người ngoài, mà cũng đặc biệt là không 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 thích nói chuyện với bố, mà ý như kiểu mà không thích ngồi gần bố, không thích nhìn bố, mà bé thì rất chỉ là lười, nói tóm lại là ngủ nhiều, mà lại bảo bé làm việc gì thì bé không, nói nhiều lần nữa mới chịu làm, mà nhiều khi mà mình mà có to tiếng còn nạt nộ là bé tự kiểu không có phản đối gì, cũng không có hồn, không nghịch gì hết, nhưng mà bé cứ cào mặt mình, cào tay mình á, tức là tự hủy hoại bản thân mình á. Rồi. Năm nay con 15 tuổi đúng không? Nhà 16 tuổi thì cũng Rồi. 15, cuối năm 2008 á. Rồi, thế là nhà con có chị em đông không? Nhà có hai anh em, một đứa đầu 20 tuổi, còn đứa sau thì 16 tuổi. À, thế là có anh thôi đúng không? À, đúng Và rồi. tính cái cách của cô bé này thì chắc là từ bé đến giờ là hay ngỗ ngược đúng Đúng rồi, bé rất chí là cá tính và rất chí là lì lợm. không? Ừ. Thế nó có hay tâm sự với mẹ không? Nó có, hai mẹ con nó có trao đổi với nhau? Tâm sự với mẹ thì cũng cũng có tâm sự, nhưng mà tâm sự với mẹ thì cũng cũng ít, mà chẳng hạn như rủ bé đi ra ngoài là bé không không có thích đi ra ngoài, chẳng hạn như đấy để đi tập thể dục hay là đi bộ thì là bé cũng không thích đi. Rồi Rồi. là chẳng hạn như xóm giềng mà có tổ chức ăn chung, mấy gia đình tổ chức ăn chung, kêu bé ra ăn bé cũng không không ra, bé chỉ Rồi. ăn ở nhà thôi. Thế hàng ngày nó có Mà đi học học không? bé nghỉ học rồi À, sao lại cho con nghỉ học sớm thế? thì cái hồi đi học nó hay đánh nhau quá, mà nó đòi hết cái này qua cái khác, là mình đòi thì mình cũng đáp ứng, mà cuối cùng nó cố tình nó gây sự, nó cũng không thích đi học. Rồi. Mà đi học thì cứ cứ hay đánh đánh nhau, mà đánh một bạn, mà đánh một bạn thì không đứa nào đánh lại bé này, nhưng mà nó đánh không lại, nó bắt đầu nó rủ nhau nó đánh hội đồng. Rồi, thế tóm lại là có tốt nghiệp cấp 2 không? Bé học dở lớp 7. À, thì lại cho nghỉ rồi. Với bây giờ một ngày con lịch trình ở nhà làm gì? Ở nhà thì hầu hết là bé thì ngủ vậy, là bé chỉ có rửa chén về lau nhà, mà nhiều khi cũng nói hoài mới chịu làm, mà cũng không, giờ cũng không dám nặng lời với bé nữa, tại vì cái năm học lớp lớp 7 là bé cũng bỏ nhà đi 2 ngày. Rồi. Thế là tóm lại là đã bao giờ cho con đi khám ở đâu chưa? Để xem cái tính cách ấy nó. Đi đi khám thì cũng chưa đi khám, nhưng mà bản thân tôi cũng đi trực tiếp đi gặp bác sĩ tâm thần rồi, cũng hỏi qua tư vấn của bác sĩ tâm thần, thì bác sĩ tâm thần nói là cái dấu hiệu đó thì cũng chưa có gì nghiêm trọng, nhưng mà bây giờ là mình nên quan tâm đến bé nhiều hơn, vậy Rồi. là đừng có nạt nộ bé nhiều. Rồi, anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với anh nhé. Xin mời anh Đinh Đoàn ạ. Rồi, vâng, xin chào bố trẻ Bình Dương. Em chào anh Đinh Đoàn ạ. Con gái 16 tuổi, đúng ra đang ở cái tuổi dậy thì và đã thậm chí là quá dậy thì một một vài năm rồi. Và đáng lẽ ở tuổi này là rất là năng động, là thích chơi vui với bạn bè, giao lưu với bạn bè. Thôi thì vẫn thích đi học. Thế còn cái chuyện học giỏi hay là không giỏi thì nó còn tùy. Thế nhưng mà một cái bé 16 tuổi bây giờ chỉ ở nhà ngủ và cũng không có khát vọng giao tiếp, giao lưu với người khác gì, thì đấy là dấu hiệu không bình thường. Có thể bác sĩ tâm thần nói rằng nó chưa nghiêm trọng vì nó chưa bị tâm thần, nhưng chắc chắn không bình thường về mặt tâm lý. Có thể bé nhút nhát, biết đâu lại có hung tính, biết đâu lại có những cái rối nhiễu này khác, mà chưa kể biết đâu lại cái trí tuệ cũng không phải là xuất sắc gì lắm. Thế thì bé sẽ là một trong hai dạng: một là có vấn đề về tâm lý, hai là có vấn đề về giáo dục. Thế thì việc đầu tiên để loại trừ về vấn đề giáo dục thì mình nên đưa con đi thăm khám, đi đưa con đến, chứ không phải mình đi đâu. Đi đến một cái, mình đang ở Bình Dương mà ở thành phố Hồ Chí Minh rất là nhiều trung tâm khám về tâm lý trẻ em. Đến đấy các bác sĩ có chuyên môn sẽ tương tác với trẻ này,
rồi qua cái trắc nghiệm các cái bảng hỏi, rồi là người ta có nghề mà chuyên sâu, người ta biết rằng là ôi bé này bị thế này, bé này là hơi chậm về trí tuệ, rồi thậm chí có thể những rối nhiễu này khác, người ta sẽ tư vấn cho cái cách mà hỗ trợ bé. Chứ bây giờ mà tuổi này xong bây giờ là mình không dám nói to, không biết làm gì với nó, xong cứ nuôi không ấy mà, xong rồi không giao tiếp với người, dần dần thì người thường mà cứ cách ly ra khỏi xã hội, lâu lâu không giao tiếp với mọi người, nó cũng còn đần người đi, nó cũng còn trì trệ đi, huống chi như là đang ở cái tuổi rất là trẻ này, lo lắm nhá. Thế thì việc đầu tiên là đi khám về tâm lý để người ta xác định có vấn đề gì, nếu tâm lý thì chữa trị tâm lý. Thế còn nếu người ta nói rằng không, trí tuệ nó tốt lắm, nó danh ma lắm, các thứ không có vấn đề gì đâu, thì mình nghĩ vấn đề là buông lỏng giáo dục. Trước đây là mình tính nó thì hơi hơi mạnh mẽ một chút, nhưng mình không đe nẹt, mình không đưa vào khuôn phép một cách nó rắn giỏi. Rồi bây giờ nó quá rồi, thì mình lại phải nghĩ đến cái cách giáo dục. Nói chuyện với con xong bây giờ bằng tuổi này không thể chỉ ở nhà với ngủ được, con không học nữa thì thôi, con có muốn đi học thì bố sẽ xin cho trung tâm giáo dục thường xuyên, gọi là bổ túc. Nếu như không muốn học nữa thì 16 tuổi rồi, có thể xin đi làm phụ, gội đầu, phụ cắt tóc, phụ quán cà phê. Tóm lại là phải không học thì phải lao động mà làm việc, chứ không thể ngồi đấy ì ra được, trì trệ được. Bởi vì lao động và học tập là hai thứ mà nó rèn giũa con người. Thế thì tôi rất là lo nếu như mà nhà mình cứ không dám nói to, để sợ nói nhiều nó phật ý, nó bỏ nhà ra đi, thế nuôi một cái bà cô ở trong góc nhà cho đến bao giờ, càng ngày càng trái tính trái nết, rồi rồi đến lúc nó quá đà đi không chữa lại được nhá. Thế thì con của mình sẽ có một trong hai hướng, một là có vấn đề về tâm lý, hai là có vấn đề về giáo dục. Sức khỏe thì chắc không có vấn đề gì, ăn được ngủ được. Thế thì đi kiểm tra tâm lý trước. Và nếu như kết luận tâm lý không vấn đề gì thì vấn đề giáo dục là phải ngồi với nhau, là phải bàn. Bây giờ con muốn gì? Bố không thể đồng ý là có một đứa con gái 16 tuổi mà ngồi ở nhà không hoạt động gì. Thế tóm lại bây giờ con muốn thế nào? Tại vì bé thì nói chung bé thì bé không có dài đâu, bé cũng khôn lắm, có nhiều cái bé cũng nhạy bén lắm, nhưng mà khổ một cái là bây giờ là nếu mà mình có con nói nặng lời cái là bắt đầu bé là từ cào tay, cào chân rồi là Rồi, cào đấy mắt. là vấn đề tâm lý đấy. Đấy là Người biểu thường hiện không bất ai bình thế thường đâu, đấy nhá. cứ đụng đến là lăn đùng ngã ngửa, ăn vạ cào mặt ăn vạ thì khác gì chí phèo, thì chả là vấn đề tâm lý thì còn gì, người thường ai thế đúng không? Rồi. Chứ Anh còn thì nó không dài, có vâng. thể về IQ đấy, trí tuệ thì không dài, nhưng mà về mặt tâm lý là có cái rối nhiễu. Anh nên Dạ. đi đưa con đi khám nhá. Từ Bình Dương sang Thành phố Hồ Chí Minh thì cũng không xa lắm. Nên đi thăm khám cho có cái phương án điều trị tốt nhất. Chứ không thể để một cái đứa trẻ 15, 16 tuổi bây giờ cứ nuôi ăn không như thế này được mãi nhé. Mà anh đi Dạ, đoàn cũng cho có anh nói hỏi là rồi, khám thì cái ở môn thành phố Hồ Chí Minh thì khám những cái chỗ nào thì nó hiệu quả cao? đủ 16 tuổi chưa? Dạ, đúng 16 tuổi rồi anh Đinh Đoàn. Đủ 16 thì khám ở bệnh viện thống nhất, bệnh viện đa khoa gì đấy của Sài Gòn được. Còn dưới 16 tuổi thì có thể khám bệnh viện Nhi đồng 1, Nhi đồng 2 nhé. Dạ. Rồi, đã nghe rõ rồi chứ bố? Xin Dạ chào dạ. anh nhé. Dạ, em cảm ơn chương trình, cảm Dạ ơn vâng. anh Đinh Đoàn. Thưa quý vị khán thính giả, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Bắc Giang. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu, số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối. Hãy nhấn nút đăng ký kênh của chúng tôi để theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu mới nhất. Alo Bắc Giang đâu ạ? À, điều tôi đây ạ. Bác Ờ, xin 72 chào. tuổi đúng không ạ? Ờ, đúng rồi. Dạ vâng, không biết là bác băn khoăn điều gì khi gọi đến chương trình của chúng tôi vậy ạ? Thành Văn nhá, xin Dạ chào vâng. chương trình phát sóng Cửa tình yêu nhá. Dạ vâng, rồi thế bác băn khoăn điều gì đấy ạ? Tôi nghe cái này thì từ trước giờ tôi nghe 25 năm nay rồi, Vâng. thường xuyên, nhưng mà hôm nay tôi muốn hỏi một số được một tí việc về bệnh tật, cũng đơn giản thôi. Vâng, bác nói đi. Xin chào Cửa sổ tình yêu, nghe chương trình tưởng nghe Kiều Nguyễn Du hay lắm, đồng chí thầy Nguyễn Thành Văn, là đồng chí Thành Văn phải nói là một MC từ trước bây giờ có một nhanh nhạy bén thông minh, Dạ cảm ơn bác. tôi rất là mến mộ, mà nhiều người mến mộ lắm. Dạ Thế này vâng. là thế này là về này hôm nay là tôi nhờ bác sĩ Vũ Anh Phượng, là hiện nay là tôi khoảng 10 năm nay rồi,
Vâng. Hơn 10 ngày rồi, ở dưới cái gầm cà của tôi là nó có thường xuyên là lên ba cái chấm nhỏ nhỏ thôi, chỉ bằng hạt gạo ra lại thôi. Dạ vâng. Đầu tiên nó mọc ra thì là nó nằm ở bên ở giữa da chứ không phải bên trong bên trong nữa. Vâng. Còn về nó hồng hồng rồi sau là cái tôi bóp ngay ra thì cái, nó hình như là có lại máu loãng ấy. Thế nhưng vâng. mà còn nếu để lâu nó kết lại thì nó gãy ra xong nó lại mọc lên. Cứ thế thôi. Vâng. Tôi hiểu hỏi là bác sĩ xem hình như là xử lý như thế nào, cái này có cần phải đi khám hay thế nào. Dạ vâng. Mà không thấy thấy khó khăn, không thấy vận chịu đau đớn gì cả. Dạ vâng. Thế bây giờ khi chưa cậy ra thì cái nhìn cái hình dáng nó như thế nào ạ? Và cái màu sắc nó ra sao ạ? Thì cậy ra cái màu sắc nó này nó cũng kiểu như như thịt nó còn phồng tí thôi. Nó chỉ vẽ 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 thôi, chỉ nhỏ, nhỏ tí. À, thế có phải đấy là trứng cá không hay là nó là u máu ạ? Tôi không hiểu nó là cái gì cả, là trứng cá chắc là không phải. Nếu trứng cá thì cần khi nào gãy bóp cái phụ cho tôi, nhưng mà cái này nó nhỏ 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 nhỏ, nó gãy gãy tí tí thôi. Dạ vâng, rồi. Ông đã bao giờ đi khám ở đâu chưa? Tôi chưa chưa khám giờ. Dạ vâng. Thế mà 70 mấy tuổi cũng nhìn tinh vết nhỉ? Nhìn từ từ trên và nhìn xuống tận dưới đấy mà vẫn thấy rõ. Báo cáo với chị thành văn thế này. Vâng. Tôi cũng không nhìn thấy đâu, nhưng mà vợ tôi vậy là tắm thì chẳng tắm cho tôi là phát hiện ra, vì tôi rồi. Là chúng mình ngủ cả hai mắt rồi. À, thế ông là bị khiếm thị à? Ông Vinh bị mù ở chiến trường miền Nam năm Trung Mỹ cơ. À, tức là bác đi bộ đội đúng không? Vâng. Thế mà đã bị khiếm thị. Coi như bị bom nó vào trên trán là mù cả hai mắt. À, thế ạ, à, rồi. Vâng. Thế là bây giờ bà ấy phải hàng ngày phải tắm rửa cho ông à? Không, thỉnh thoảng thôi, bà ấy cũng thỉnh thoảng thôi. Thỉnh thoảng hay kỳ gọn hay lần sau kỳ được thì bảo bà kỳ gọn tự động hết mà. Rồi ạ. Bây giờ thì bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ phán đoán xem những cái ý nó là cái gì nhá. Mời chị ạ. Vâng, xin chào bác ạ. Vâng, xin chào cô. Vâng, tôi là bác sĩ Hoàng Thúy Hải ạ. Vâng. Vâng. Bác ngoài cái mấy cái chỗ mà nó khó chịu một chút ấy thì bác có bệnh gì không ạ? À, bệnh thì tôi nhiều bệnh nhá, bệnh thần kinh tọa rồi vâng. Bệnh huyết áp cao tí rồi có bệnh cả hở van tim hay đã. À thế ạ, vâng. À. Thế bác cũng được hưởng chế độ thương binh bác nhở? Vâng, tôi hưởng chế độ đặc biệt nữa. Vâng ạ, vâng. Cũng may là năm nay bác 72 tuổi rồi nhưng mà cũng mắc một số bệnh nền, nhưng mà chắc là nó cũng không phải là nặng lắm đúng không bác? Vâng, à. Bác vẫn có thể tự phục vụ được rồi à. Nó tất nhiên là cái khiếm thị thì nó cũng ảnh hưởng tới cuộc sống của mình, nhưng mà rất may là mình lại có bác gái nữa. Thì bác gái cũng coi như là thay như là đôi mắt của mình để chăm sóc cho mình nữa. Vì thế là cái cuộc sống của bác khi mà sau khi bị thương thì tôi nghĩ là thôi như thế cũng là tốt bác nhỉ. Vâng. À. Cái mà bác mô tả với anh Thành Văn ấy ạ, thì tôi nghĩ nó chỉ là một cái bệnh ngoài da thôi ạ. À. Nó tất nhiên nó cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng lắm bởi vì nó đã khoảng 10 năm nay rồi. Đúng không ạ? Vâng, thế nhưng mà bây giờ thì theo tôi thì thế này, trong đợt tới này bác chắc là đợt tới này bác sẽ có một cái đợt theo dõi các cái bệnh mãn tính đúng không bác? Bác có đi lấy thuốc hàng tháng ở bệnh viện không ạ? Có. Vâng, thế lấy tốt rồi. Huyết áp không một huyết áp thì là một năm là lên huyện khám một lần, còn thì là lấy ở xã hàng tháng. À, lấy ở xã hàng tháng hả? Vâng. Thế thì đợt tới này á, thì có lẽ là nếu mà ở xã thì chắc là tôi nghĩ là sẽ khó khám cho bác hơn. Thế thì bác lại phải quay trở lại bệnh viện tỉnh nhá. Bệnh viện tỉnh Bắc Giang hoặc là có chuyên khoa da liễu cũng được ạ. Ở bệnh viện da liễu thì tốt ạ. Cái này bác nên khám ở bệnh viện chuyên khoa da liễu. Nếu như mà nó... Người ta tôi sẽ kiểm... Dạ. Tôi không phải bác sĩ là khám ở viện 10 được không? Viện nào cũng được nhưng miễn là phải có chuyên khoa da liễu ạ. Vâng, bệnh viện quân y 10 đấy. Vâng, thì nếu mà họ có chuyên khoa da liễu thì là bác khám ở đấy được. Thì người ta sẽ phải khám tận nơi xem là nó là cái gì cho bác. Vâng, nếu như chỉ là những cái bệnh ngoài da thông thường mà nó không ảnh hưởng gì thì mình có thể để yên cũng được. Bởi vì nó cũng nhỏ và nó cũng không... lan rộng hay là nó cũng không có những cái biến chứng gì. Thế còn nếu như mà nó người ta, bởi vì quan trọng nhất là người ta phải xem cái khối đấy là cái gì ạ. Vâng, nếu như mà cần phải xử lý can thiệp thì người ta sẽ xử lý sớm cho bác, thì bác đỡ phải lo nhá. Vâng, bác nhớ khám ở chuyên khoa da liễu bác nhá.
Báo cáo với ông chí này, coi là từ ngày gì nó không ngưỡng gáy và không đau đớn gì cả. Vâng ạ, vâng. Vô tình thì là phát hiện được thôi. Rồi, thì ông yên tâm là ông cứ đi khám đi nhá. Vâng. Chúc bác sức khỏe tốt. Và là khán giả thường xuyên của chương trình Cửa Sổ Tình Yêu nhá. Xin chào chương trình nhá. Dạ, cảm ơn bác đã quan tâm và gọi đến chương trình. Quý vị khán thính giả thân mến, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa Sổ Tình Yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Nam Định. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa Sổ Tình Yêu, số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối. Hãy nhấn nút đăng ký kênh của chúng tôi để theo dõi chương trình Cửa Sổ Tình Yêu mới nhất. Vâng, anh ơi, em có câu hỏi này, em muốn hỏi các anh. Em suy nghĩ nhiều rồi, hay bây giờ hỏi được anh. Vì là em lấy chồng được 2 năm. Rồi. Chồng của em, nghĩa là chắc là em thì em cũng đi lại với bạn kia rồi. Nhưng mà em không biết. Em lấy chồng em lấy lần 2 á. Thì em không biết, thì nghĩa là có một hôm em lên trên nhà con gái em, cháu là sinh ấy, thì là chồng em ở nhà, sang nhà bạn ấy. Sang nhà bạn ấy thì bố chồng bạn ấy bắt được, thì để cho em về. Để điện cho em về thì chồng em lại chạy trốn. Nghĩa là chồng em không, em về nhưng mà chồng em đấy lại chạy trốn được ấy. Thì em cũng hỏi là ý là sao lại như vậy ấy, thì chồng em nói là ai ấy, nói chung là không phủ nhận cái đấy. Thế là em với hôm sau thì hai vợ chồng nói chuyện với nhau, thì em bảo bây giờ ý anh như nào ấy, thì anh cũng nói là mà anh nhận thế nhưng mà anh bảo trước đây thì anh cũng không yêu nhưng mà chỉ vì tiền ấy. Thì là anh cũng có mượn số tiền của bạn ấy là 50 triệu. Nhưng bây giờ bạn ấy, chồng bạn ấy lại không có nhà. Chồng bạn ấy đi Nhật không có nhà. Ý là bạn ấy có nhu cầu thì bạn ấy gọi chồng em sang. Đấy, chồng gọi chồng em sang. Thế là bây giờ em, như là chồng em muốn tiền em để về đấy. Nhưng mà em nghĩ rằng là em nghĩ rằng cái số tiền đấy thì chưa trả được ấy. Thì chồng em bảo bây giờ thì ý là người ta vẫn cứ đi lại như vậy ấy. Thì em không biết em làm như thế nào bây giờ. Rồi, đây là chồng thứ hai của bạn à? Dạ. Đây là chồng thứ hai à? Tôi nghe không rõ lúc nãy bạn nói. Vâng, đúng rồi. Vâng ạ. Tức là bạn đã có hai đời chồng rồi. Vâng. Anh thứ nhất là làm sao mà... Chồng là chồng thứ hai. Chồng thứ nhất là ly hôn à? Vâng ạ. Rồi, năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Em năm nay 38 ạ. Thế à, thế tổng cộng có bao nhiêu đứa con của hai người chồng? Chồng sau này là chưa có. Còn chồng đầu thì có hai. Chồng sau không? Gái ạ. À thế à, thế chồng sau là không có con à? Vâng ạ. Rồi, thế bây giờ anh ta đang ở nhà hay là anh ta đi với cô kia rồi? Nghĩa là bây giờ anh vẫn đang ở nhà mà rồi. em lên chồng ngoại em ở. Rồi, thế là lấy nhau được bao nhiêu năm? Được 2 năm ạ. Lấy nhau được 2 năm và anh có ta có cái cô bồ kia là được mấy năm nữa rồi? Nghĩa là trước đấy là có từ lâu rồi, nhưng mà em thì vẫn có đi lại với nhau nhưng mà em không biết ấy. Rồi, tức là trước khi lấy bạn thì anh ta đã có cái quan hệ với cái cô gái kia rồi đúng không? Vâng. Mà cô kia cũng có chồng có con à? Có chồng có con rồi ạ. Rồi, và lại còn quan hệ thế nào để bố chồng của cô ý phát hiện ra đúng không? Vâng ạ. Bắt quả tang thôi, là đánh chạy mất dép rồi về nhà đúng không? Vâng. Rồi, thế nên nhà cô kia thì vẫn chung sống hòa bình à? Không có ly hôn ly hước gì à? Không, sau cái vụ ý. Ngay cái đêm hôm đấy là bố chồng đuổi về rồi ạ. À, vâng. Thế và bây giờ thì anh chồng nhà mình vẫn cứ quan hệ với cái cô ấy, chắc là đuổi về nhà ngoại, đúng không? Vâng ạ. Rồi, thế bây giờ bạn mong muốn điều gì ở chương trình? Bây giờ em cho em lời khuyên bây giờ anh như thế nào bây giờ? Bạn muốn điều gì trước đó chứ? Thì ý là em bây giờ lần hai thì em cũng không muốn chặn ai. Mà em cũng nghĩ đến con cái, xong nghĩ đến thông gia, ý là bây giờ em cũng có thông gia rồi. Vẫn đi lần hai mà lại chia tay thì em cũng ấy. Mới có 38 tuổi mà đã có thông gia rồi. Thì lên chức bà chưa? Có chức rồi, cháu được 1 năm rồi ạ. Ôi trời, lại còn bà nội bà ngoại đấy. Bà ngoại ạ. Bà ngoại 38 tuổi mà có cháu ngoại được 1 năm rồi. Eo ơi, mẹ giống con hay sao nhỉ? Cứ 18 tuổi đi lấy chồng à? Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé.
Rồi, xin chào bà ngoại trẻ 38 tuổi. Dạ, em Và mình bây giờ con đang ở với ai? đang ở trên nhà riêng của em, trên đằng ngoại ạ. Mình ở trên đằng ngoại. Mình lấy cái ông này là ông đời thứ hai. Ông ấy bao nhiêu tuổi? Anh ấy sinh năm 82 ạ. Ông sinh năm tám, cậu ấy sinh năm 82. Mình tưởng ông, tưởng là mình 38, mình lấy ông 58. Ôi, sinh năm 82 còn trẻ quá. Thế xong rồi, bạn ấy cũng một đời vợ rồi hả? Vâng ạ. Anh ấy nuôi một đứa con này. Còn thì của mình thì ngoài cái đứa đi lấy chồng rồi còn đứa nào không? Em còn một cháu lớp 5 nữa ạ. À, thế là bây giờ, thế xong rồi lấy thì cũng về nhà anh ấy ở đúng không? Không, cháu lớp 5 ở với bố ạ. Thế à, cũng ở bố nó, tức là mình cũng chẳng nuôi ai. Vâng. Rồi. Thế xong rồi, từ cái hôm mà mình bỏ về ngoại giờ thì ông chồng mà sinh năm 82 ấy, mà đi 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 quan hệ với hàng xóm mà bị người ta đuổi bắt đấy, thì có đến nhà mình xin lỗi rồi xin đón về rồi tại thề hứa gì không? Hay là cũng kệ luôn? Có, nên là anh lên nói với em là thôi, cái đấy là cũng chỉ vì là anh nợ tiền người ta ấy, thì là anh Tức là lý do thanh minh là vì nợ tiền người ta cho nên là phải gọi là chơi bù đó đúng không? Mỗi lần thì đã trừ được 1 triệu. Ông ấy vay 50 triệu à? ạ. Thế thì chơi đến bao giờ mới hết nợ? Mà mình thì cũng khó khăn. Ông ấy vay nợ làm gì đấy? Chồng cô kia đi nước ngoài à? Chồng đi nước ngoài gửi tiền về xong rồi mình cho dai vay xong rồi chơi để trừ nợ dần đấy. Hay quá cơ. Thôi nghĩ nó cũng cứ buồn buồn, nó khổ sao mà cuộc sống nó lại lắm những điều nó lại chéo le. Mình thì mình không muốn rằng mình đã lên chức bà ngoại này, lại có ông bà thông gia này, rồi cũng đời chồng thứ hai rồi, mình không muốn ly hôn đúng không? Mình có nghĩ rằng là ông ấy có thể thay đổi được không? Ông có thể cải tà quy chính trở thành người tử tế không, hay là dụng chứng nào tật ấy? Chính đấy, chứ hãy nghĩ rằng không bao giờ thể còn được. Không bỏ được mà có phá cô này thì cũng đến cô khác, chưa kể là đến bao giờ mới hết 50 triệu trừ nợ đúng không? Mình nhất thiết là hiện nay công việc của mình thế nào, mình làm gì để ăn, kinh doanh buôn bán hay làm công ty? Em đi làm công ty ạ. Rồi lương khá không? Em đang là 8 triệu hơn, 8 triệu hơn 8 triệu. 8 triệu rồi. Không phải nuôi con nữa và mình thì ở với bố mẹ đẻ của mình đúng không? À. Mình đóng góp tiền để ăn cho bố mẹ thôi. À. Em cũng cháu bé cháu lớp 5 đi, em cũng tiền học hành với các thứ cho cháu, em cũng là cũng lo cho cháu. Rồi. Hãy cứ tạm thời duy trì như thế này. Lúc này mình cũng chưa yên lòng với cái chuyện đồng về. Mà mình cũng đoán rằng ông này thì không thể bỏ được cái chuyện gái gú. Mà lại còn mà quan hệ với bà hàng xóm để trừ nợ 50 triệu mỗi lần thì chắc vài trăm thôi, thì để mà hết cái số nợ 50 triệu ấy chắc phải vài trăm lần, thì không biết đến bao giờ mình chờ với hết nợ đúng không? Thế thì thôi, chẳng giữ được người đâu, mà của người ta chẳng giữ thì mình cũng chẳng thể nào mà giữ được. Mình giữ lấy bản thân mình, giữ lấy tiền bạc, giữ lấy sức khỏe, đi làm công ty đi cho nó vui vẻ, không nhất thiết là phải quay về bắt ly hôn rồi cầm cái tờ ly hôn để làm gì. Mình sống bình yên, có tiền, có sức khỏe, rảnh rỗi cũng đi chơi đi bời, thứ bảy chủ nhật cũng xem công ty có tổ chức đi đây đi đó mình cũng cứ tham gia mà đi. Thật ra bây giờ mình mới sống cho mình đấy. Ngày xưa mới 18 tuổi đầu vừa lớn lên thì đã lấy chồng. Thế xong rồi cắm đầu vào nuôi con, trong con mới được 18 tuổi đã đi gả cho người ta rồi lại cháu ngoại. Thành ra cả cuộc đời mình mang tiếng là 38 tuổi nhưng chưa được ngày nào thật sự sống cho mình. Đây là thời gian mà để mình sống cho mình đấy nhá. Đi làm, đi chơi, đi giao lưu 38 tuổi ngon lành lắm. Cắt tóc, gội đầu cho mặt nó tươi, nó đẹp, hồng hào lên. Và mình chỉ tha thứ bỏ qua nếu như mình nhìn nhận thấy ông ấy có những dấu hiệu tích cực. Dạo này thấy cải tà quy chính lắm, thấy đi làm công ty, thấy là còn vay tiền bây giờ mua ô tô để chạy để khách. Và rất nhiều lần là xuống chơi rồi, tức là chứng minh rằng là đã khác. Chứ còn mình bây giờ mình trở về mọi sự nó vẫn nguyên như cũ, con người vẫn con người ấy. Đặc biệt là mình nhìn thấy cái cảnh mà
Một cái lý do mà giá như anh thì nói thế này này, hôm ấy anh say quá, rồi anh không làm chủ được cảm xúc, rồi anh chót có cái làm liều chẳng hạn, thì thôi mình còn hy vọng là hôm ấy là thế. Nhưng đây anh nói trắng phớ ra là nợ tiền người ta mà phải quan hệ với người ta để trừ. Thì nghe đúng là như chai mại dâm, chứ không phải là mà anh ấy bán cả một cục rồi mấy chục triệu rồi, chắc là chơi lô chơi đề gì rồi, bây giờ thì lấy cái thân xác của mình đi để trả nợ dần, mà nghĩ cái cảnh ấy nó mệt lắm, nó chán lắm. Thôi cứ coi như có mà để cất đi, không dùng, mình không nhất thiết là phải chia tay, cứ để đấy nhá, thấy tiến triển thì mình quay về. Còn nếu ông ấy thấy ông chờ đợi mình mãi không được, mình không về mà ông ấy cuộc sống lại càng trở nên bê tha hơn, thì mình chẳng tiếc một cái người đàn ông mới có 40 cái tuổi đầu, hai đời vợ rồi mà còn sống nó bê tha bệ rạc. Không có tiền thì chết, chứ không có cái người như thế không chết đâu mà, nhá. Cho nên có mấy cái mình giữ, thứ nhất là giữ tiền của mình, hai là giữ sức khỏe, ba là giữ cái thôi vẫn còn tuổi trẻ và nhan sắc đấy. Thế và đặc biệt là cứ mở rộng lòng mình ra, giao lưu bạn bè, đi chơi đi bời, đừng có cắm đầu rồi cố gắng tham rồi làm tăng ca tăng kíp rồi nó sập nó dệ rồi khổ mình. Mình mà ốm mình đau thì bây giờ mình không trông cậy vào ai được nhá. Mình cứ độc lập đi rồi mình sẽ tự do, rồi tự do thì sẽ có hạnh phúc nhá. Rồi chào bạn nhá, cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn. Hy vọng cuộc sống luôn mỉm cười với bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu, số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối. Alo, xin chào một khán giả gọi đến từ Phú Thọ. Dạ, tôi đây ạ. Dạ vâng, tôi chào chị. Vâng, tôi cảm ơn chương trình đã có lòng hỏi nhớ đến tôi. Dạ vâng. Tôi có một câu hỏi về gia đình, tức là chúng tôi năm nay cùng tuổi đã là 65 rồi. À. Chồng tôi đi ra ngoài quan hệ còn có ngoại tình là 4 năm. Nhưng là 2 năm trước thì có gặp một cô gái hơn 30 tuổi, ngang tuổi con gái như cô ấy ở nhà quê. Vâng. Thế 2 năm sau vừa rồi là ông ấy lại đi quan hệ bồ bịch với một cô gái mại dâm ở nhà nghỉ, tại nhà nghỉ. Thế nhưng mà trong thời gian đấy thì tôi không biết, cho nên là vợ chồng tôi vẫn cứ quan hệ. Thế gần một năm nay thì là tôi phát hiện ra là ông ấy qua lại với một cô gái mại dâm, tức là bây giờ vẫn đang quan hệ. Vâng. Vâng. Thế mà thì tôi muốn hỏi là mà ông ấy đi thì, tức là 4 năm nay rồi, ông ấy đi được đồng nào, ông làm được đồng nào, ông chơi hết, kể cả xe máy ông ấy cũng cắm hết rồi. Vâng. Thế mà sự việc gia đình thì ông không quan tâm gì đến cả, vợ con ốm đau ông mắc kệ. Vâng. Thế mà ông bây giờ là ngày nào ông cũng đi. Thế à? Thì ngày nào đi, ông đi làm được đồng nào ông đi hết, dạ vâng. Thậm chí ông còn cờ bạc rồi lô đề nữa đấy. Thế là anh chị là năm nay 65 tuổi đúng không ạ? Vâng. Thế là còn quan hệ được với nhau không ạ? Chúng tôi vẫn quan hệ, nhưng mà gần một năm nay là tôi phát hiện ông ấy bồ bịch với cô gái mại dâm, cho nên tôi sợ bệnh nên tôi không dám gần cũng như ông ấy nữa. À rồi đấy. Thế và bây giờ là... thì ở tuổi 65 của anh ấy thì anh ấy làm được bao nhiêu tiền, toàn đi cung phụng người ngoài thôi đúng không? Vợ con thì không lo lắng. Kinh tế ông ấy không nói năng gì cả. Quan rồi, con gái thì ông ấy làm nghề gì nhiều tiền lắm à? Ông làm ông ít tiền thôi, nhưng bây giờ đến mức độ mà ông không có ông ít tiền thì ông lại đi làm xe ôm cho cái cô gái kia. Ừ. Tức là cô là gái mại dâm cho nên xong ở đâu làm xe ôm trừ tiền đúng không? Ông ấy. Làm xe ôm chở đi khách thì xong là trừ bằng cái chuyện quan hệ đúng không? Vâng, đấy là coi là, nhưng mà bây giờ vẫn bồ bịch vẫn ông, tức là ông ấy đang làm thợ cho người ta, nhưng mà có cô kia gọi là ông ấy bảo luôn ông đi. Ừ. Kể cả đang ăn cơm. Rồi, thế là anh chị chắc là đông con nhiều cháu rồi đúng không ạ? Chúng tôi thì 4 năm sau 4 đứa con, 4 đứa cháu, cháu tôi 17, 16, 17 rồi. À thế à? Thế con cháu nó có biết ông thế không? Nó biết nhưng mà nói mãi đâu không được chỗ cháu ạ. À thế à, rồi. Nói không được, bây giờ ông cụ rồi, ông bảo là ông chỉ một cái là ông bảo là bây giờ ông già, trước khi ông còn trẻ ông không biết, bây giờ ông già rồi thì ông ấy hưởng thụ. À ông già rồi ông hưởng thụ đúng không? Chả biết hưởng thụ được vài ba năm nữa không. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với chị nhé. Vâng. Mời anh Đinh Đoàn ạ. Vâng, xin chào chị. Vâng, chào anh. Em tôi anh chị ơi, thế thì chị sống ở nông thôn hay ở thành phố? Tôi ở nông thôn. Vâng. Trước đây chị có làm gì, hiện nay có lương hưu hay không, hay mình vẫn phải đi làm để mới có thu nhập? Chúng tôi phải đi làm mới có thu nhập. Thế à? Bây giờ ví dụ bản thân chị là đi làm gì?
Tôi thì làm nuôi ở nhà chăn nuôi trâu, nuôi bò, nuôi lợn, nuôi gà với các cháu nó thiếu thốn thì các cháu nó cung cấp thêm. À vâng. Thế còn các con thì lấy vợ lấy chồng cũng gần gần ra ngoài. Các con thì lấy chồng cũng gần gần ở đấy à, lấy vợ lấy chồng gần ở quanh nhà chị. Lấy chồng xa nó đi làm hết nhưng mà nó vẫn cung cấp cho tôi, bởi vì bố nó như thế cho nên nó vẫn thương mẹ, nó vẫn cung cấp cho mẹ. Đấy, thôi mình cũng may mắn mình còn có được những đứa con nó rất là cũng trưởng thành rồi, nó cũng hiểu biết, nó cũng biết hoàn cảnh của mẹ. Đến cái tuổi này bây giờ có làm ầm ĩ nên họp gia đình hay là dọa nạt ông ấy thì cũng khó. Một người đàn ông đến cái tuổi bắt đầu lẩm cẩm rồi, nghĩ đúng là người ta vẫn nói vui là trẻ nết na già hư hỏng. Trong trường hợp của anh ấy đúng quá cơ. Anh ấy nói rằng là hồi trẻ anh chưa biết gì, cho nên không biết mùi đời. Bây giờ 65, 70 đi làm để anh ấy hưởng thụ. Mà hưởng thụ cái gì? Hưởng thụ cái cô gái mại dâm. Đấy. Ôi, gái mại dâm cô ở cách nhà tôi có 3 cây, ở nhà nghỉ cách nhà tôi có 3 cây thôi. Cho nên là hầu như ngày nào ông cũng đi. Vâng. Chị ơi, thế bây giờ là hai anh chị thì vẫn ăn cùng mâm ngủ cùng giường, có điều là không sinh hoạt thế đúng không? Chúng tôi thì đấy, từ ngày tôi biết là ông ấy quan hệ với gái mại dâm thì tôi không ở cùng, cũng chỉ có ăn cùng ở cùng nhà nên là rất khó chịu ông anh ạ. Hay là ông về ông còn ngắm chửi ông bảo tôi là không phải vợ ông thế nào thế kia, ông bảo rồi. Ông không cần nhờ các con, không chẳng nhờ. Chị ơi, thế hiện nay có cháu nào ở cùng với lại anh chị không hay mỗi hai anh chị ở với nhau? Tôi có hai vợ chồng với lại một đứa cháu, nó ở đấy nó cho nó vui. Bởi vì các cháu nó bảo ông ấy như thế, ông cứ đi suốt ngày đêm thì ở có một đứa cháu ở nhà mấy bà cho vui. Vâng. Nhà mình có rộng không, có phòng nọ phòng kia gì không? Nhà tôi thì nhà ba gian thôi nhưng mà cũng có phòng riêng, chúng tôi ở ngủ riêng mà. Tôi nói thật thế này này, đúng là cũng nghĩ cũng bực và cũng hận thật. Vì suốt cả cuộc đời gắn bó với nhau, nghĩ rằng cuối đời thì yêu thương nhau, bù đắp cho nhau nốt những năm tháng cuối cùng này. Nhưng mà không ngờ ông như thế thì mình cũng buồn. Nhưng ban nãy tôi nói rồi, trong hoàn cảnh của chị bây giờ cũng không ai giáo dục được anh ấy, cũng không ai uốn nắn gì được. Có làm tung lên đưa ra pháp luật thì cũng thôi, cũng ảnh hưởng đến các con, các cháu. Các cháu nó không muốn cho tôi làm to ông anh ạ. Nên nó bảo là này, cứ coi như ông không có sự sống trên đời này nữa đi. Nhưng mà ở cùng nhà nên cũng khó chịu lắm. Mà ông về ông cứ cáu kỉnh, ông cứ khó khăn, ông chửi, ông bảo tôi là ông phải làm cho tôi chết dần chết mòn. Thôi chị ơi, chẳng biết ai chết dần chết mòn. Bây giờ ông đã mong mình chết sớm thì mình phải sống để mình sống thọ, sống khỏe. Để ông ấy thấy rằng là không có ông tôi không chết. Mình vui niềm vui với các con các cháu, chịu khó đi ruộng đi nương trồng cây rau cây cỏ để mình có thêm thu nhập, có rau sạch để mình ăn cho nó khỏe mạnh, cũng không cần thiết phải ăn chung nữa. Bây giờ thật ra thì độc lập đi, đã không còn nghĩa còn tình gì đi. Bây giờ cứ suốt ngày đi làm được bao nhiêu tiền đi bao cho người ở ngoài, xong rồi về nhà ăn cơm với vợ mà là còn bạc bẽo bạc miệng, không nói được một lời tử tế, thì tôi nghĩ rằng cũng không cần. Hãy buông ông ra, đúng là như các cháu nó nói là thôi coi như ông ấy không còn tồn tại. Ăn đâu thì ăn, uống đâu thì ăn, về muộn thì mì tôm mì tiếc, cái đấy là việc của ông ấy. Đi chở mấy cô mại dâm rồi nay rồi sức khỏe nó cũng sẽ tàn phai. Rồi sẽ có một lúc nào đó anh ấy sẽ nhận ra rằng là nếu anh ấy có nằm xuống, có ốm đau, có bệnh tật thì người xung quanh anh ấy cũng chỉ là chị với các cháu thôi. Thì may ra rồi, nếu trời cho anh ấy thoát nạn cái bữa đó, anh ấy phải nhận ra giá trị của vợ con. Còn bây giờ còn khỏe, còn đi làm được đồng nào cứ nhét vào cái chỗ đó thì rồi thấy nó không cần ai nữa. Nhưng mà cuộc đời nó không mãi mãi thế được đâu. Nó đến nhanh lắm ấy. Tuổi già sồng sộc, năm nay 65 rồi nhá. Ông không sợ quả báo. Thôi, mình không phải nói quả ai không quả nữa, mình cũng chả mong cho ông ấy quả. Ông ấy sống, ông ấy lo thân ông ấy. Chứ bây giờ ông có nằm bẹp ở đấy hay ông có đột quỵ thì mình cũng phải hầu ấy mà. Thế cho nên là chỉ có điều để cho mình cảm thấy mình đỡ uất ức, đỡ thấy bực bội là mình phải hầu hạ một cái người mà vô nghĩa vô tình. Rồi, chào chị, cảm ơn chuyên gia Tâm Lập Đinh Đoàn. Cảm ơn chương trình đã trao tôi lời khuyên. Như có sự trùng lập đúng không anh Đinh Đoàn và bác sĩ Hoàng Thí Hải? Hai người đàn ông ở hai câu chuyện vừa rồi là đều ở lứa tuổi 65, nhưng mà tôi tự chung lại có vẻ là các ông 65 bây giờ vẫn còn khỏe lắm, máu lắm, đúng không ạ? anh ông xã nhà chị bác sĩ Hoàng Thúy Hải sắp 65 đấy. Dạ vâng. Không biết là có được thế không?
Thực ra thì tôi nghĩ là hiện nay có rất nhiều người đời sống cũng khá lên nhiều rồi ạ. Dạ vâng. Vâng, rồi chất lượng cuộc sống nó cũng cải thiện hơn. Mình thấy là tuổi thọ cũng cao hơn trước đây và cái quan trọng nhất là các cái điều kiện để cho các anh ấy thực hiện những cái việc đấy nó khá là dễ dàng. Dạ vâng. Chính vì thế mà họ dám bỏ qua rất nhiều thứ. Nhưng mà ở đây thì tôi rất là tâm đắc với anh Đinh Đoàn ở chỗ là nếu mà không còn nghĩa, không còn tình, rất rất nhiều các cái bài học đã thấy là khi ốm đau, khi về già lại quay đầu về với vợ. Vâng, lúc đấy lại xin lỗi rồi là lại thế nọ thế kia và người mà đi cùng mình nhất thì vẫn chính là vợ con thôi. Vâng. Dạ vâng. Rõ ràng là làm sao mà để cái cuộc sống tình dục nó hòa hợp ở lứa tuổi này cũng không phải là điều dễ dàng đúng không anh Đinh Đoàn? Bởi vì người phụ nữ và người đàn ông nó hai cái trái ngược nhau. Thật ra thì nó cũng tùy hoàn cảnh gia đình, cũng có những gia đình cũng không vợ chồng mà cởi mở rồi chia sẻ với nhau. Vâng. Thì cũng không đến nỗi. Hiện nay do cái công tác truyền thông tốt, đặc biệt là rất là nhiều các bác lớn tuổi mà nghe chương trình Cửa Sổ Tình Yêu trong gần 30 năm vừa rồi là cũng cập nhật thông tin. Vâng. Cũng hiểu biết rằng là 60 vẫn còn có thể duy trì cái hoạt động được. Chứ tôi nghĩ cách đây 20 năm là các bác vẫn cứ nói rằng ôi tôi lên bà rồi, năm nay tôi 50 rồi, bây giờ tối tôi toàn ngủ với cháu, tôi ôm cháu, tôi cách ly ông ấy. Nhưng vâng, bây giờ thì toàn các bác 65-70 vẫn duy trì cái đó. Dân trí cao. Có điều rằng là một vài trường hợp, một số những trường hợp, những gia đình mà nó có cái sự lệch pha, thì đúng là lệch pha trong cái quan hệ vợ chồng nó cũng dẫn tới những chuyện này chuyện khác một chút. Vâng, lệch thì cố gắng tìm cách để kê hoặc là mình sẽ giải quyết những cái đấy bằng hình thức nào. Chứ nếu chúng ta đi quan hệ tình dục với gái mại dâm hoặc là quan hệ tình dục với những người có nguy cơ cao như thế thì thực sự là cái người lo vừa rồi tôi thấy chị lo rất là đúng. Nguy cơ chị mắc những cái bệnh lây truyền qua đường quan hệ tình dục là rất cao. Dạ chưa vâng. Kể những cái bệnh có thể mình gọi là khá là nguy hiểm, ví dụ như là viêm gan B, như là HIV, rồi là lậu, là giang mai. Chị có thể là không, chưa có, thậm chí có thể không có những cái biểu hiện lâm sàng, nhưng mà biết đâu là lây từ người chồng. Khi mà người chồng có những cái hành vi quan hệ tình dục như vậy thì rất là nguy hiểm. Dạ vâng. Vâng. Và lời khuyên đối với những trường hợp này là hoàn toàn phải đi khám đúng không ạ? Đúng rồi ạ. Thì mới phát hiện được, chứ không thể nhìn bề ngoài để xem là có bệnh hay không có bệnh được. Vâng ạ. Rất là cảm ơn anh Đinh Đoàn và bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa Sổ Tình Yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Thái Bình. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa Sổ Tình Yêu, số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối. Alo, xin chào một khán giả gọi đến từ Thái Bình ạ. Em hỏi về cái khoản vợ chồng em thì cần cái khoản chưa đi chợ hết tiền, nhưng con vợ thì nó toàn chê, xong rồi nó kiểu dịp này là nó có vẻ nó muốn nó đi ngoại tỉnh. Thế à? Vâng, đấy. Phát hiện được chưa hay là nghi thế thôi? Không, nhưng mà kiểu là cứ thỉnh thoảng lại có tin nhắn, xong rồi nó cứ cười, xong rồi nó cứ cười tủm tỉm, xong rồi em cứ phát hiện là đến tuần này là vậy. Thế à? Vâng. Bây giờ có khi nó nhắn tin cho anh Thành Văn đấy, thì dạ, mới hay cười như thế. Không, nhưng mà thế là nó cứ cười tủm tỉm, xong rồi nó lại nhắn tin lại. Như chị em hỏi là ai nhắn tin, nó cứ bảo bạn với nó. Đấy, thấy. Hôm vừa rồi tôi cũng nhận được cái tin nhắn của một chị 50 tuổi đấy. Thế, thế xong khi tôi nhắn lại cái là chị cười phé phé lên. Thế xong là hỏi tại sao cười thì lại kêu là chồng em đang ở bên cạnh. Em hỏi anh về cái chuyện đấy xem là nó xem. Em thì là kiểu người nó béo nên cái khoản kia thì nó cứ đi chợ hết tiền. Người béo à? Bao nhiêu cân? Dạ, em á. Em thì 70 cân mà em cao cũng 1m6 thì. Cao 1m6 mà nặng 70 cân thì thừa cân rồi gì nữa? Vâng đấy. Thế à? Dịp này thì em phải toàn phải thế đi, một tuần đi chợ mấy bước. Lần? Dạ. Một tuần đi chợ mấy lần? Tuần thì đi 3 lần, có đi lần 4 lần, nhưng mà lần nào hết tiền. Tiêu khỏe thế là chứ. Dạ. Phải biết tính toán chứ mà... sao lại đi chợ 4 lần tuần, lần nào cũng hết ví mà... sạch. Nhưng mà con vợ nó cứ bắt phải dậy. Thế à, năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Nó thì năm nay là nó mới có 40. Ừ.
Vâng, thì chưa đi chợ đấy. Thế là mấy chục năm nay đi chợ rồi? Đi thì lâu rồi, nhưng mà cái mà em là cái dịp vừa rồi em lại bị cái tiểu đường. Đấy. Lại còn tiểu đường nữa? Vâng. Phát hiện tiểu đường lâu chưa? Tiểu đường là từ tháng đầu năm bây giờ. Thế à, lên mười mấy chấm? Cái đợt là 11 chấm, nhưng em phải đi nằm viện mất 2 tuần thì là giờ là tiểu đường nó ổn định rồi, nhưng mà thế là từ cái đợt đấy giờ là chưa đi chợ nó hết tiền rồi. Rồi, thế là huyết áp thì có cao không? Không, huyết áp thì bình thường mà. Rồi, có mỗi chuyện tiểu đường thôi mà lên tận 11 chấm. Vâng, thì là em là mấy năm trước là em cũng hay đi, là em hay đi làm khách sạn nhà nghỉ trên Hà Nội ấy. Thế là em cứ hay dùng cái đồ nước ngọt ấy. Thế là nó thì mấy năm bắt đầu là cái đợt Tết rồi về ăn Tết, bây giờ ra dương là nó phá tiểu đường ra. À, tức là ăn đấy, đồ ngọt ở khách sạn đúng không? Vâng, là do là làm khách sạn thì vâng, hay ăn đồ ngọt, chắc là kẹo bánh hoa quả gì đấy đúng không? Toàn uống bổ húc ấy. Ủa, tôi lại còn thế nữa. Đấy thì mấy năm trước thì là còn vẫn đi làm trên đấy là uống ở đấy, xong rồi là đợt ra chiêu rồi là bị rồi mà. Câu hỏi của bạn có hai vế đúng không? Một là chưa đi chợ thì đã hết tiền. Vế thứ hai là nghi ngờ vợ nhắn tin cho ai mà cứ cười khúc khích đúng không? Nghi ngờ là vợ ngoại tình đúng không? Vâng đấy. Ừ. Bây giờ bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ chẩn đoán cái bệnh của bạn đầu tiên nha. Mời vâng, mời bác sĩ ạ. Tôi chào bạn. Vâng, chào chị ạ. Thế sao tôi nghe câu chuyện của bạn với anh Thành Văn tôi thấy bạn vui vẻ thế? Vâng, thì tính em thì em cứ hay vui vẻ, em thì em hiền lành lắm, em chả có thì vợ chồng người sống với nhau mấy chục năm chả bao giờ cãi chửi nhau. À, thế thì tốt nhỉ. Vâng. Vâng. Tại vì đấy, mình đang lo là chưa đi chợ mà đã tiêu hết tiền, nhưng mà giọng mình cũng không đến nỗi là bi đát lắm đúng không? Vâng, vẫn... em thì em sống vô tư thoải mái. Ô, thế thì tốt nhưng quá. Mà, nhưng mà vợ cứ chê em thấy. Vâng. Vợ thì mới có 45 tuổi à? 40. À, 40 à? Em 45. Ừ. Thực ra thì vợ cũng đang ở giai đoạn sung sức nhất thật. Và quan hệ tình dục thì nó cũng là một cái phần tất yếu rất là quan trọng trong cái đời sống của hai vợ chồng. Vì thế mà chắc là khi mình tự cũng thấy là mình chưa đi đến chợ đã tiêu hết tiền đúng không? Mặc dù một tuần miệt mài đi 3-4 lần nhưng mà lần nào cũng chưa đi đến chợ thì nó đã rụng rời hết cả rồi, và có thể nó làm cho vợ không được thỏa mãn. Và chính điều đấy là nó kiểu là từ phải đến tuần này là nó cứ lấy lý do kiểu nó đi chơi với bạn nó với nọ kia, nó cứ lấy lý do nó đi để em nghi lắm. Ôi, thứ nhất là về vấn đề sức khỏe của mình thì thực sự là mình có vấn đề. Thứ nhất là mình đúng là thừa cân. Vâng, em thì mọi người cứ bỏ thừa cân, thế là dịp này cứ phải đi tập bộ, máy tập bộ, đi thể dục. Nhưng mà mình lại có một cái tiểu đường. Và vâng, chính cái tiểu đường đấy cũng như là các cái thuốc điều trị tiểu đường nó cũng có thể làm ảnh hưởng tới cái cương dương của mình, hoặc là ảnh hưởng tới cái chất lượng quan hệ tình dục khi mà mình đang phải điều trị. Nhưng cho dù thế nào thì mình buộc phải điều trị theo đúng chỉ định của bác sĩ nhé. Và phải tái khám thường xuyên. Bây giờ thì nó đang ổn định, đấy là ổn định do thuốc. Vâng. Nếu như mình lơ là điều trị hoặc là mình không tái khám theo đúng hướng dẫn của bác sĩ thì tiểu đường nó lại bùng lên, và khi mà lượng đường ở trong máu rất là cao như thế thì nó có thể gây ra rất nhiều những cái biến chứng không tốt cho sức khỏe của mình. Vâng. Tiểu đường như thế này có thể phải điều trị suốt đời. Vâng. Nhá? Ừ. Và đúng là mình có rất nhiều thứ mình phải quan tâm. Đầu tiên là sức khỏe của mình đã có một cái chế độ dinh dưỡng như thế nào cho nó hợp lý, luyện tập cho nó phù hợp, có giảm được cân thì càng tốt. Còn nếu như mà không giảm được cân thì cũng phải duy trì được một cái sức khỏe tương đối ổn định, điều trị theo đúng hướng dẫn của bác sĩ thì nó sẽ giảm những cái biến chứng cũng như là không phát sinh ra những cái khác, đặc biệt là ví dụ những cái vấn đề liên quan tới huyết áp chẳng hạn, là hai cái bệnh đấy nó cũng rất hay đi kèm với nhau. Và khi nó đi với nhau như thế thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe, đặc biệt là các bệnh liên quan đến nam khoa nhé. Rồi. Thế còn cái chuyện tin nhắn của vợ và vợ dạo này lại hay đi chơi như thế nào? Vâng, đấy, thì... cái đấy em đang lo cái khoản đấy. Đấy, lo là phải thôi. Đấy, vâng. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Vâng, vâng. Rồi, xin chào, tức là con nhà mình lớn cho em ơi. Con thì em thì lớn rồi mà.
nó còn đi học hay nó đi lấy chồng lấy nó, vợ rồi? Con lớn thì nó đi lấy chồng rồi. Còn đứa thứ hai thì nó còn đang đi học. Lớp mấy? Dạ. Nó học lớp mấy rồi? Đứa thứ hai thì năm nay mới học lớp 7. Hai vợ chồng nhà cửa ổn định không? Xây to nhà không? Cửa gì? Nhà em thì ổn định rồi, nhà cửa thì đầy đủ hết rồi. Rồi. Đúng không? Thế sao đang làm ở Hà Nội lại về quê làm gì? Thì em cái đợt Tết rồi về xong là phát hiện ra tiểu đường thì bắt đầu là về ở nhà ấy chứ. Thật ra thế này này. Mình cứ ngồi đấy mình nhòm nhòm cho vợ nhắn tin cho ai tủm tỉm cười xong suy luận suy nghĩ thậm chí có nhảy vào để mà răng điện thoại của cô ấy thì mình cũng chả phát hiện ra cái gì, mà phát hiện ra cũng chẳng giải quyết được cái gì. Cho nên việc bây giờ mình làm đó, thứ nhất là cải thiện sức khỏe. Vâng. Cái thứ hai là cải thiện cái hình ảnh đi, con nó một đứa lấy chồng rồi, một đứa đang học lớp 7 rất cần tiền của bố. Bố đi làm đi. Đi Quảng Ninh cũng được, đi Hải Phòng cũng được, không nhất thiết phải đi Hà Nội. 50 tuổi vẫn còn ngon lành lắm. Mình đi làm đi, lưu ý đến ăn uống dinh dưỡng rồi tập luyện cho nó ổn định về cân nặng. Rồi xem theo dõi sức khỏe để cái tiểu đường nó cũng ở trong cái phạm vi cho phép. Cải thiện sức khỏe đi. Thế xong rồi mai kia, thứ nhất là trong túi mình có tiền. Thứ hai nếu mà tóc mà nó có bạc rồi nhuộm đi cho nó đẹp. Quần áo mặc cho nó ngon lành vào. Đi làm thứ nhất nó mang lại niềm vui, thứ hai là tiền của mình rất khác với cái tiền ngồi đấy mấy con 50 tuổi trông chờ bà dị chị nào ở đâu đó cho tiền để ngộ nhỡ trong cuộc sống nó có nhiều điều sơ sẩy chị không cho được nữa thì mình chết đói à. Đi như thế nó vui bạn vui bè. Em thì đợt này em còn đang ở nhà em chữa cái tiểu đường, em uống thuốc em chưa đi được. Chữa ở đâu cũng được, sao phải về quê chữa? Ở Quảng Ninh, Hải Phòng lại càng có bệnh viện lớn, lên Hà Nội là càng có điều kiện chữa bệnh hơn. Vừa làm vừa chữa bệnh của mình, không phải bệnh cấp cứu và không nhất thiết phải nằm viện. Ở đây là điều chỉnh bằng lối sống cũng như là tập luyện, cũng như là sử dụng thuốc mà theo đơn của bác sĩ, thế thôi. Thế bà đi như thế em được giao lưu với mọi người, em vui vẻ đi. Em không phải ngồi đấy em để ý thấy vợ cười cười tủm tủm rồi đầu mình suy luận nó chắc lại có một đứa nào nó nhắn tin, chắc nó lại rủ đi uống cà phê, chắc nó lại khen vòng 3 đẹp, vòng 2 đẹp xong rồi vợ sướng cười tít mắt. Em cũng thay đổi mà, trước thì khỏe mạnh, bây giờ thì hết béo phì, lại đến tiểu đường, lại còn đi chợ không hết tiền, lại còn cứ lợn vợn ở nhà không chịu đi làm. Thì em cũng thay đổi, đừng trách người khác thay đổi nhá. Còn rất là trẻ, đi xông pha ngoài đường đi, mai kia 70 bắt đầu quay trở lại, mình có một món tiền mình dưỡng già tốt không? Cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải và chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Vĩnh Phúc. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu, số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối. Alo, Vĩnh Phúc đâu ạ? Em hỏi anh, là chồng em chung thủy với em có 45 tuổi, bây giờ em là 56 rồi, thế chồng em đi với gái là 6 đứa rồi, bây giờ chồng em lại đi với con nữa, thì bây giờ em bắt được mà hai người vào nhà nghỉ thì em có quyền đánh con đấy không anh? Thế sao lại phải, tức là chồng đi ngoại tình là tận mười mấy năm nay rồi á? Vâng, bây giờ ba năm nay là bỏ hẳn em, không còn nhau một tí nào nữa anh ạ. Bây giờ lại đi với con bé gần nàng ạ. Thế bây giờ em bắt được thì em có đánh được con bé đấy hay là em chỉ đánh cảnh cáo thôi anh? Em chỉ đánh cảnh cáo nó thôi. Thế nhưng mà ông ấy có về nhà không? Hàng ngày ông có về nhà không? Về nhà với vợ chồng không gần nhau gì hết anh ạ. Thế bây giờ muốn là ông ấy gần mình à? Hay là sao? Em vẫn muốn là anh tình cảm với em, và xe máy em mua cho ông là hai cái rồi. Thì bây giờ ông đi với gái thế thì em có quyền đòi xe máy không anh? Thế là tổng cộng ông ý đi với gái bao nhiêu năm nay rồi? Vâng, gần 20 năm nay rồi. Thế và có con với các cô là bao nhiêu đứa con ngoài gia thú rồi? Con thì không có một đứa nào, em thì có mấy ông ba đứa. Thì nó xây dựng gia đình hết rồi, được 7 đứa cháu rồi. Rồi, xin lỗi chị, năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ? Em năm nay 56 anh ạ, anh 56. Thế à, hai vợ chồng đều 56 tuổi. Và tận mười mấy năm ông ấy đi lang thang khắp nơi rồi đúng không? Vâng. Mà chị thì vẫn mong muốn là về đến nhà là phải tình cảm mình, mà nó ứ thèm tình cảm mình thấy biết đau chứ đúng không? Vâng, vâng. Rồi ôi. Thế bây giờ là muốn đi đánh cái cô kia à? Vâng, em muốn đánh cảnh cáo nó thì có được không anh? Nếu mà đánh cảnh cáo là đánh như thế nào? Tức là tát nhẹ vào mồm á? Hay là đánh nhẹ vào người? Cảnh cáo chỉ thế thôi chứ. Thì em đánh vào mặt nó cho nó sưng mặt lên là thôi thôi.
Ui rồi cắt tóc hoặc là nhỡ là tóc thì không cắt, lại cắt vào cổ người ta thì hết chuyện. Không nên dùng vũ lực, bởi như thế là mình vi phạm pháp luật đấy nhỉ. Mà như thế là gọi là gì nhỉ? Xâm phạm sức khỏe người khác đấy nhỉ. Thế nó cướp chồng em thì sao? Em chồng có chồng mà em không được gần chồng thì nó cướp chồng em thì sao mà em không có quyền đánh nó hả anh? Rồi bây giờ mình đòi chồng về thôi. Còn đòi như thế nào, bằng phương thức nào thì anh Đinh Toàn sẽ tâm sự với chị nhá. Mời anh Đinh Toàn ạ. Rồi, xin chào mẹ 56 tuổi, có 7 đứa cháu, 7 cháu nội hay ngoại đấy? Cháu nội tất có 3 đứa con trai, cháu nội tất là được 7 đứa cháu anh ạ. À. Hiện nay mình đang sống với ai? Em đang sống một mình. Sống một mình, còn 3 đứa con trai với các cháu thì nó ở gần đấy thôi đúng không? Các cháu ở gần là riêng hết rồi. Rồi, thế mình có làm gì mà ăn không? Kinh tế thì như thế nào? Em đi làm ô xin, em dành được 300 triệu rồi, bây giờ em lại đi làm tiếp. Đấy, có lẽ vấn đề nó ở chỗ đó đấy. Mấy con năm mươi mấy tuổi đầu, cháu thì lớn bỏ đi làm ô xin. Thế xong để ông ấy dai hơ hớ ra, 56 đàn ông không, còn ngon lành. Em đi làm ô xin là bây giờ 3 tháng nay em mới đi, còn trước kia là em vẫn ở nhà. Ồ, thế trước ở nhà thì làm cái gì để có tiền mà ăn? Ở nhà trông cháu. Thế hả, rồi. Thứ nhất, việc đầu tiên nhắc rằng là không bao giờ đánh người. Dù đánh ai cũng thế, đánh chồng mình cũng không được. Mà đến đánh cái cô bồ, cô biết gì cũng không được. Người ta không đến nhà mình, người ta cướp chồng mình, mà chồng mình tự đến với người ta. Thứ hai nữa là chẳng có cái luật nào xử lý rằng là anh ấy với cái cô ấy là theo gọi là vi phạm cái điều gì cả. Có thể về mặt đạo đức thì anh ấy là người không thủy chung với vợ, họ không chung sống như vợ chồng. Luật hôn nhân gia đình chỉ xử lý những người mà đang có vợ có chồng chung sống với một người khác như vợ chồng. Chứ còn đây là thỉnh thoảng đi nhà nghỉ chứ có như vợ chồng đâu đúng không? Cho nên là luật người ta không xử. Đi nhà nghỉ suốt, bây giờ em bắt được anh đi vào nhà nghỉ thì em có quyền đánh cô đấy không anh? À, mình có muốn đi tù không? Không. Hay là đi làm giúp việc? Muốn đi giúp việc để có tiền mà ăn mà sống thì không đánh. Còn muốn đi tù thì đánh nhá. Biết bao nhiêu vụ việc ở trên mạng xã hội với trên gọi là ngoài thực tế cuộc sống rồi. Mình đánh người là mình vi phạm về chuyện là hành hung rồi gây thương tích rồi bạo lực với người khác. Và cái đấy nó có điều luật đàng hoàng xử lý, theo luật hình sự đàng hoàng nhá. Vâng. Thế việc ấy là không em. Mình không đủ hấp dẫn, mình không đủ khả năng để mình lôi kéo chồng mình về thì mình phải buông thôi. Sức khỏe là của mình, tiền bạc là đầy đủ nước, em vẫn đầy đủ nước tràn trề như nó đéo gần đầy đủ nhưng mà nó không thích cái nước ấy, nó thích cái nước khác chứ có phải là của mình thiếu nước đâu nhá. Hai nữa là tóm lại thế này này, các con nó có biết bố nó thế không? Không ạ, em không nói ạ. Mình dự định thế nào, đánh cô 7 lần rồi xong rồi từ nay đến ông mà sống đến 70-80 mà ông vẫn đi thì mình định đến bao giờ? Đánh em 4 lần em phải đi viện rồi. Đấy, mình chưa đánh được ai thì đều vớ vẩn người ta cũng đánh mình. Cho nên bây giờ thế này này, đang đi làm giúp việc ở ngoài thành phố hay là sáng đi tối về hay ở luôn ở nhà chủ? Thì 3 tháng nay em mới bắt đầu đi làm, nó không gần em mới về nữa, em chán em mới đi làm. Tốt, mình hãy lo đến thân mình. Đi làm đi, nói chuyện với các con để nó biết rằng không phải mình bỏ rơi bố nó. Mẹ đất đau lòng, mẹ phải nói với các con rằng là bố đã lúc này còn giấu cái gì, danh dự gì mà giữ danh dự cho ông ấy. Các con nó cũng lớn rồi, nó đủ hiểu rồi. Chia sẻ các con cho nó biết hoàn cảnh của mình đi. Mẹ không nói với các con thì mẹ sợ các con buồn. Cho nên là bây giờ thì mẹ không nghĩ rằng là đến lúc mà phải nói để các con hiểu. 15 năm nay ông phản bội mẹ, đã 6 lần mẹ phải đi đánh ghen, lần này lần thứ 7 rồi. Ông ấy không coi mẹ là gì, 4 lần ông đánh mẹ gãy xương sườn phải đi viện. Mẹ là nạn nhân của bạo lực gia đình. Cho nên là nói với con để con biết bây giờ mẹ không thể chung sống ở đây được nữa. Mẹ đi làm trước hết là để nó khuây khỏa, thứ hai là có tiền. Đấy, vừa mới đi được có 300 triệu đã khoe toáng lên ở trên đài thế. Ngộ nhớ hôm nào đấy ông đòi vay, ông bảo mày đưa 300 triệu về đây để ông ấy dùng việc nọ việc kia chết không. Có tiền giữ lấy bản thân nhá, giữ lấy cho bản thân. Vâng. 300 triệu ấy gửi vào ngân hàng để thành cho có một con em vay, con em nó trả lại. Cái gì? Cho con sử dụng. À, cho con vay thôi cũng được. Rồi.
Thế còn từ nay giờ đi mà đi làm ấy, lương tháng được 8 triệu, 10 tháng 80 triệu, năm được 100 triệu ấy, mở nó quần thẻ tiết kiệm. Ví dụ là phải giữ lấy tiền cho mình, chứ rồi con cái nó cũng có phần của nó, được đồng nào lại con ơi con cầm cho mẹ. Mình phần này tuổi đầu không giữ đấy cho bản thân rồi đến lúc mà trắng tay đấy nhá. Thế mà giữ gìn đến sức khỏe bản thân, cái người mà người ta đã không cần đến mình thì có mà đi lùng sục khắp nơi tóm được cổ ông ấy, từ trong nhà nghỉ lôi ra, có để về ghế salon ngồi ở nhà mà bảo là ông vui với tôi đi, nó cũng không vui nhá. Cho nên mình cũng không cần nữa. Rất là tiếc, mặc dù rất là buồn nhưng mà thôi mình cũng cứ phải tự lo đến cho bản thân, không có tiền. Nghe em hỏi là anh em ở nhà rồi anh cái. Thế em tạo xe máy cho nó hai cái rồi, nó bán em một cái rồi, bây giờ nó lại đi cái của em tạo nữa. Thì bây giờ nó đi với cái, thế thì em có quyền về em đòi không anh? Đúng rồi, nếu mà chị có căn cứ pháp lý đủ cái xe máy là của chị thì chị hoàn toàn chị có thể đòi nhé. Thứ nhất là đòi được, nhưng mà nó có được hay không hay nó lại cho một trận đánh nữa, mình phải biết chồng mình là ai chứ, đã chí phèo rồi mà. Thế cho nên là thôi hãy buông đi, coi như xe máy, người còn chả tiếc tiếc gì cái xe máy mua 30 triệu bao giờ đó. Nay mình, đấy, nghe giọng của mình đã đầy uất ức cái mà. Cái đấy là mình cái khổ, nha. Em khổ lắm, nó đánh nhầm ghê lắm, đánh nhầm em phải ra công an huyện giải quyết, không giải quyết, ra công an xã không giải quyết, công an thôn không giải quyết. Xong em phải làm được công an huyện, thế là từ ngày đấy nó mới không đánh em đấy anh ạ. Thôi đấy. Cũng là một bài học nữa là mình đang là nạn nhân của bạo lực gia đình. Mình cũng có quyền tố cáo, mình báo cáo với các cơ quan pháp luật như là công an. Mình cũng có thể chia sẻ với đại trị chủ tịch hội phụ nữ ở thôn, hay là bác trưởng thôn, hay bác bí thư, hay là các cái cơ quan như là hội người cao tuổi, hội nông dân. Để mà họ biết rằng là mình đang là sống trong cái tình cảnh là nạn nhân của bạo lực gia đình nhá. Tránh cứ âm thầm chịu đựng một mình. Ủa, thế là chị đã nghe rõ những lời chia sẻ của anh Đinh Đoàn rồi chứ. Xin chào chị nhé. Cảm ơn anh Đinh Đoàn ạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết thúc chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Đồng Nai. Alo, xin chào một khán giả gọi đến từ Đồng Nai. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu. Số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối. Dạ, em chào anh. Chào bạn. Sao nghe giọng buồn bã thế? À, em vừa làm ở trong nở ra anh. Bao nhiêu tuổi rồi? Em 41 anh. 41 tuổi, băn khoăn điều gì khi gọi đến chúng tôi vậy? Em em năm nay 41 nhưng mà cái nhu cầu cái tiền chăn gối nó hơi nhiều, em muốn chữa bệnh. Hỏi bác thì một lần mình em đi thường đi làm ăn xa nhà cho nên một lần em hiện tại em ý như nghiền thủ dâm anh ạ, nó một tuần 5 đến 6 lần đi với cường độ như vậy thì chắc chắn nó ảnh hưởng sức khỏe. Em muốn nhờ bác sĩ ra bằng cách nào để mình kiềm chế lại với nó. Rồi thì hiện tại là đang ở Đồng Nai đúng không? Đúng rồi, đúng. Vợ con thì ở đâu? Vợ con em ở Hà Tĩnh. À, tức là hai vợ chồng thì xa cách nhau bao nhiêu lâu thì về một lần? Em 1 năm về 1-2 lần anh. À, 1 năm về được 1-2 lần thôi. Có các con lớn chưa, mấy đứa? À, dạ, con em 3 cháu anh. À rồi, chắc là cũng lớn rồi, bố 41 đúng không? Đúng ạ. Thế đâm ra là bố xa mẹ, đâm ra bố hay tự sướng đúng không? Mà một tuần thì là bạn tận nói là 5-6 lần gì đó đúng không? Tức là trung bình là ngày nào cũng có. Đúng rồi. Rồi, và cái nhu cầu nó không thay đổi hàng ngày đúng không? Ngày nào cũng có nhu cầu. Mình thực ra mình làm ăn xa nhà, mình em đêm hôm em thấy nó buồn nên ngủ được đẹp. Nó tự sướng nên mình cảm thấy nó mệt nên mình ngủ được anh. Thế là lôi ra bóp cổ đó, thế khổ thân thằng bé. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ xem cái chuyện đó có phải là bình thường hay không nhá. Vâng. Tôi chào bạn. Vâng, chào cô. Bạn đang làm ở trong khu công nghiệp à? Vâng, cháu làm trong cái công ty hộ gia đình ở trong Đồng Nai cô. À thế à. Thế sắp tới thì hai vợ chồng có kế hoạch gì không? Chứ chả lẽ cứ mãi mãi như thế à? Một năm về gặp nhau được 1-2 lần à? Thì trước mắt thì mình đang mang năng kinh tế nên mình phải đi làm ăn để nuôi các cháu nó học hành trưởng thành cô. Đúng rồi. Đúng là cũng khó khăn cho nhà bạn thật nhỉ. Vâng. Bạn năm nay 41 tuổi đúng không? Thực ra là cái tuổi
đang cái hoạt động tình dục nó cũng khá là mạnh. Thế và cái quan trọng nhất là mình lại không có người vợ ở bên cạnh, cho nên là mình không thể thực hiện cái việc đấy, một là thường xuyên, hai là theo bình thường được. Và mình phải tự giải tỏa, hay nói cách khác gọi là tự sướng. Đúng rồi. Bạn có, xin lỗi, có quan hệ với ai khác ngoài vợ không? Dạ, cái chuyện này thì gì cháu tâm sự vào một cái câu chuyện này nó một khía cạnh khác nên cháu tâm sự một vấn đề khác cô ạ. Đấy là vâng. Tôi hoàn toàn thông cảm với bạn, bởi vì nếu vợ bạn nghe thấy thì cũng rất là ngại đúng không? Đúng rồi, đúng. Chỉ có ngại nhắc nhẹ thôi. Cháu không biết nhưng mà nó không phù hợp với. Dạ. Nhắc rất nhẹ là nếu có quan hệ với người khác thì phải biết cách để bảo vệ sức khỏe của mình, để không mắc các cái bệnh lây truyền qua đường quan hệ tình dục, hoặc là không vi phạm pháp luật nhé. Nhắc rất nhẹ. Thế còn bạn đang hỏi tôi là bạn thủ dâm bây giờ một tuần 4 đến 6 lần như vậy có ảnh hưởng gì không đúng không? Không, cháu biết là nó sẽ, chắc chắn là nó sẽ ảnh hưởng sức khỏe, nhưng mà cháu muốn tìm cô đã cùng kinh nghiệm về tư vấn hôn nhân gia đình, sức khỏe hôn nhân gia đình với đã cùng cô là bác sĩ cũng tìm hiểu chuyên sâu về, cho nên cháu muốn hỏi đó bằng cái phương pháp nào để khắc chế nó, vậy đó dùng thức ăn, ví dụ như mình ăn thịt lợn thì mình thấy kèm theo là rắm hay cô. Thực ra thì mình bây giờ có thể gọi là nghiện thì nó cũng không phải là nghiện ngay, nhưng mà mình cũng đã có những dấu hiệu lệ thuộc vào cái chuyện đấy. Bởi vì mình lựa chọn cái cách thủ dâm để mà giải tỏa cái ham muốn tình dục của mình. Thế còn bạn biết là khi đã nghiện thì mình phải cai nghiện đúng không? Cái cách cai nghiện bây giờ thì bạn chỉ cố gắng tự mình để mà tạo ra những cái cơ hội mình có thể thoát được cái việc đấy thôi. Chứ còn ăn uống, ăn dăm rồi ăn, nói chung là dựa vào thực phẩm thì không có tác dụng gì đâu bạn ạ. Người ta bây giờ người ta còn phải ăn cái gì để cho nó khỏe lên, chứ còn mình lo là ăn cái gì để cho nó yếu đi. Thế rồi đúng mai rồi. Mình về, hoặc là mình sau này vợ mình về lại cùng với mình, hay là mình về cùng với vợ mà nó lại yếu hẳn đi, thế thì chết đúng không? Không 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 có nhu cầu của vợ cháu như này, vì cái tù trâm này cháu nó kéo dài một thời gian dài đó, chứ lúc cháu 28-29 tuổi đến giờ khi cháu xây dựng gia đình, nhưng mà nhu cầu của vợ cháu nó yếu, không có ham muốn nên cháu cũng ở bên vợ, nhưng mà cháu thấy vẫn có thời gian cháu ở bên, thời gian ở gần bờ, nhưng mình thủ dâm cơ. Không phải như vậy đâu, bạn bị nghiện đấy. Thứ hai nữa là vì bạn thủ dâm rất là nhiều, cho nên là cái cảm xúc tình dục của bạn nó cũng sẽ bị khác rồi. Nó không như là khi bạn quan hệ tình dục với vợ, hay nói cách khác là khi bạn quan hệ tình dục thực sự với vợ, bạn lại không mang lại được cái cảm giác hưng phấn như là khi bạn thủ dâm nhá. Vì thế được bây giờ thôi, cho dù như thế nào đi chăng nữa thì với một cái tần suất như vậy, với một cái điều kiện như của bạn hiện nay, bạn nên cố gắng tìm lấy cái cách để mình có thể giảm bớt cái tần suất, hay nói cách khác là mình cai nghiện dần đi. Vì bây giờ mình đang ở xa cho nên là mình có rất nhiều thời gian rỗi. Và như bạn đã kể chuyện, tức là cứ buổi tối khi bạn không có việc gì làm, bạn không tìm được một cái cách nào để giải tỏa được cái ham muốn của mình, và bạn lại phải đi thủ dâm như vậy. Đấy, mình chính mình tìm được cái mấu chốt của nó ở đấy rồi, thì mình ngăn chặn cả những cái hoàn cảnh như vậy, những cái điều kiện như vậy, để mình không phải thực hiện cái việc ấy nữa. Ý tôi muốn nói ở đây là gì? Tìm lấy những cái nguồn vui khác, tìm lấy những cái hoạt động khác để mà không ở một mình sớm quá, hay nói cách khác là gì, đừng có đi ngủ sớm, đừng có đi nằm sớm, đừng có làm một mình sớm. Cho cháu nói chút, cháu cũng đi thời gian đi ngủ với cháu từ 22 giờ đến 23 giờ cháu mới lên giường đi ngủ. Trong thời gian đó cháu làm thức dậy đã 6 giờ sáng, là cháu đã bắt đầu vào công việc cho đến mãi đến 19 giờ. Rồi đến cháu ăn cơm xong cháu cũng tập thể dục, nên đá bóng chỉ đá một mình thôi. Có một nhiều người họ nói thằng này làm cả ngày mệt như vậy mà con còn thức thì đá bóng nữa. Cháu cũng kiềm chế bằng cách để tập thể dục để mình tỏa nhiệt lượng ra để cho nó thử trừ ham muốn nữa cô. Nghe chừng là trước khi đi ngủ là hay cầm điện thoại đúng không? Mà hay cầm điện thoại thì hay xem cái lung tung đúng không? Không, em không thời gian cầm điện thoại ít lắm anh ạ. Tất cả những cái điều bạn vừa nói thì phải chính bạn là người điều tiết. Đúng nếu rồi. Mà bạn đã xác định
nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Và bạn qua câu chuyện thì thấy rằng là bạn là người am hiểu và đã tìm hiểu cái vấn đề này rồi. Đâm ra bạn là người quyết định điều tiết, chứ không có thực phẩm chức năng, không có cái sản phẩm thuốc nào để cho giảm cái ham muốn của mình đi được đâu nhé. Xin chào bạn, cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Chương trình Cửa Sổ Tình Yêu, số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối. À, vâng, xin chào chương trình Cửa Sổ Tình Yêu ạ. Dạ vâng, chào anh, câu hỏi của anh là gì vậy ạ? Dạ mấy độ một tháng này đổ lại đây là tự nhiên nó đau ở bên tinh hoàn ấy, kiểu như là nó tức, mà nó mỗi lần cứ nghỉ một thời gian mấy hôm không quan hệ thì nó lại không gì, mà trong đó là quan hệ xong hôm sau nó lại đau tức ở một bên ấy. Rồi năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi ạ? Năm nay 48 tuổi ạ. Rồi thế cái hiện tượng mà đau tinh hoàn ấy là đau cả một, là đau cả hai bên hay đau một bên? Không, chỉ đau một bên trái thôi ạ. À thế sờ vào thì có thấy nó gì khác với bên kia không? Không, nói chung là không thấy gì khác, chỉ có nhiều lúc mà nó đau thì nghe nó co lên một tí thôi, còn không thấy hiện tượng đỏ thấy sưng sưng gì cả. Rồi tức là đau chính xác là bóp vào tinh hoàn thì thấy đau à? Không bóp vào thì không thấy đau, nhưng mà bình thường kiểu như cảm tưởng lúc nào nó tức ở một bên đấy. À tức là cảm thấy là vướng víu, nó tức ở cái vị trí tinh hoàn phía bên tay trái đúng không? Đúng rồi đấy ạ. Rồi anh đã đi khám ở đâu chưa ạ? Cũng chưa đi khám đâu cơ. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ chẩn đoán xem cái hiện tượng đó là gì nhá. Xin chào bạn. Vâng, chào chị ạ. Nó có ảnh hưởng gì đến việc quan hệ tình dục của mình không? Nói chung là không ảnh hưởng gì, mỗi lần quan hệ xong là nó cứ tức nó đau nó kiểu như là nó tức ở một bên thôi ạ. Thế còn nếu như mình không quan hệ tình dục thì nó không sao à? Không quan hệ tình dục thì chỉ tầm 2-3 ngày là nó đỡ đi, khỏi thì lại không thấy đau nữa. Thế không, khi mình quan hệ trở lại thì nó lại đau. Ừ, tức là nó cũng có liên quan một chút tới cái hành vi quan hệ tình dục đúng không? Vâng, đấy đúng rồi ạ. Hoặc là một cái gắng sức, mình gọi là một cái gắng sức đấy. Nhưng mà thôi, cho dù như thế nào thì chắc là mình phải đi khám thôi nhỉ? Vâng. Chứ để như thế, một là nó khó chịu, hai là nó có thể là những cái dấu hiệu cảnh báo những cái vấn đề liên quan tới tinh hoàn. Đầu tiên nó chỉ là những cái triệu chứng đau thôi. Thậm chí có thể có những người có những triệu chứng đau rất là mơ hồ, cảm giác không biết có phải là đau thật hay không, nhưng mà nó cũng là những cái triệu chứng mà mình cần phải được thăm khám của bác sĩ nam khoa, và người ta kiểm tra xem liệu tinh hoàn của bạn có phải nó bị viêm tinh hoàn không, hay là các cái vấn đề liên quan tới tinh hoàn, liên quan tới ống dẫn tinh, liên quan tới thừng tinh, mào tinh, vân vân. Nó có thể nó có những viêm nhiễm, nó có thể có những cái bệnh lý gì đó liên quan, và nó khiến cho mình có cái cảm giác là mình không thoải mái và mới chỉ là đau thôi. Chứ còn chờ đến khi ví dụ như là xuất tinh ra máu hay là xuất tinh ra những cái dịch lạ thì là thường là nó nặng rồi. Mình ở Bắc Giang rất là tiện mà. Chắc là mình có thể đến bệnh viện tỉnh. Tôi nghĩ là đa khoa tỉnh thì là cũng đã kiểm tra được cái nam khoa cho mình rồi. Còn nếu không có điều kiện thì có thể xuống Hà Nội cũng rất là tiện mà. Nhá. Vâng. Hà Nội thì có rất nhiều bệnh viện có nam khoa, thậm chí nam khoa rất là tốt, ví dụ như là Việt Đức này, hay là bệnh viện Đại học Y nhá. 103, 108, Bưu điện. Những cái bệnh viện công, rất nhiều những bệnh viện công đấy, người ta có cái khoa nam học rất là tốt mà. Người ta sẽ thăm khám rồi là cần thiết người ta sẽ siêu âm hoặc là làm các cái xét nghiệm cho mình để tìm xem là thực sự nó có những cái vấn đề gì ở cái cơ quan sinh dục của mình không, thì điều trị nó sẽ tốt hơn rất là nhiều nhé. Vâng, chị cho hỏi, và thế nếu liệu mình có phải là thế hay là mình quan hệ kiểu như là dày quá tình dục nó ảnh hưởng không? Dày là thế nào em? Nghĩa là quan hệ nhiều lần ấy, có nghĩa là một tuần khoảng 5-6 lần ấy. Thế hả? Liên tục. Ừ, sau những lần quan hệ tình dục mình không thấy thoải mái, rồi mình cảm thấy mệt mỏi, rồi có thể đau chỗ nọ chỗ kia, thì cũng có thể là một trong những cái triệu chứng cảnh báo là mình quan hệ tình dục với tần suất là quá sức chịu đựng của mình, ví dụ như vậy nhé. Anh đã nghe rõ những lời chia sẻ của bác sĩ Hoàng Thúy Hải rồi chứ, nên đi khám nhé. Dù là nó biểu hiện rất là nhỏ thì cũng nên đi khám thì mới biết trước được những cái điều gì sẽ xảy ra. Xin chào anh, cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Có thể thấy rằng là nếu mà chị em phụ nữ thì có thể dắt tay nhau đi khám phụ khoa như là một đoàn được. Nhưng mà đàn ông mà khi có cái bệnh ý là nhiều khi không dám đi khám, sợ bác sĩ nhìn thấy của mình. Cái thứ nhất là đàn ông đã chót sinh ra một cái là bị gán trong cái là phái mạnh. Vâng. Và phái mạnh thì không bao giờ thừa nhận là mình yếu và ốm. Vâng.
không chỉ bệnh này đâu mà bệnh khác thôi, đàn ông cũng rất chủ quan. Ho thì bảo ui ho thôi ấy mà, nhưng mà đấy là triệu chứng của viêm phổi cấp rồi, thậm chí đến ung thư phổi. Ho húng hắng nói là do thời tiết, do nọ cái kia, rất ngại thú nhận mình bệnh thật cho nên rất lười. Rồi. Vì đi bệnh viện là thừa nhận ốm yếu. Mà ốm yếu thì lấy đâu còn là khỏe mạnh nữa. Đấy, đấy là cái định kiến về mặt tâm lý. Cái việc thứ hai thì trước giờ rất ít nam khoa, cho nên là ở đâu cũng có bệnh viện phụ sản. Cái chuyện sinh đẻ thì nó là cái chuyện bình thường. Nhưng mà đàn ông mà lôi đi để mà vạch ra cho bác sĩ coi, rồi nhìn rồi sờ rồi nắn thì chắc là cũng ngại lắm. Vâng. Thành ra là nó chưa được phổ biến. Nhưng mà thôi, hiện nay thì ở đâu cũng có nam khoa. Cái chuyện khám ở sức khỏe nam giới, trong đó có sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục thì nó cũng ngày một phổ biến. Và các chương trình truyền thông của chúng ta nói nhiều thì dần dần ta quen tai đi, người ta cũng biết. Ồ thế là có bệnh viện cho đàn ông à? Vâng. Thì hy vọng rằng nó cũng có cải thiện. Vâng, rõ ràng là những cái biểu hiện của những căn bệnh, thí dụ như là chị Hải có dùng cái từ là đau rất mơ hồ, mà thậm chí đau không xác định rõ ràng cái vị trí nào, nhưng mà nó lại tiềm ẩn những cái nguy cơ có thể là bệnh rất là nặng, đúng không ạ? Vâng, mà đúng nếu mà phát hiện ạ. Sớm thì có cái phương pháp, phương án điều trị kịp thời thì nó sẽ hạn chế cái hậu quả của nó. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa Sổ Tình Yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Vĩnh Phúc. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa Sổ Tình Yêu, số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối. Alo, xin chào một khán giả gọi đến từ Vĩnh Phúc. Vâng, tôi đây. Dạ vâng, chào anh ạ. Vâng. Anh có thể giới thiệu về mình được không? Vâng, tôi ở Vĩnh Phúc, tôi tên là Hòa, 71 tuổi bác ạ. Dạ vâng, chào bác 71 tuổi rồi. Thế bác băn khoăn điều gì khi gọi đến chương trình của chúng tôi vậy? Bây giờ tôi báo cáo với chương trình này này. Tôi thì bây giờ là bà xã bà mất lên đâu rồi. Thế vâng. Là bây giờ tôi đi lại mấy cái bà này là bà 55 tuổi nhưng mà đi lại với nhau là 10 năm nay rồi, đúng không? Vâng. Thì bây giờ bà cứ muốn là tôi bây giờ muốn là bà thì bà ly dị ông mới rồi. Vâng. Bây giờ muốn là về hai người chung sống ở cùng một nhà thôi. Dạ vâng. Bây giờ tôi ở một mình, tôi không phụ thuộc con cái gì. Vâng. Thì bây giờ nay mai thì muốn ở cùng một nhà, thế mà bây giờ là cái tình cảm mình nó rất là sâu nặng. Thế mà vâng. Bây giờ thì là bà cứ bảo là bây giờ cái tục lệ ở trong đấy địa phương đấy là nó có cháu rồi là không nên lấy chồng, sợ là dân làng người ta dị nghị các thứ người ta đánh giá. Vâng. Thế mà bây giờ già rồi thì mình muốn ở đi, còn mình đi mãi với nhau được rồi, mà chúng tôi cứ một tuần hoặc 10 ngày chúng lại gặp nhau. Dạ vâng. Thế bây giờ mong muốn là chuyên gia tư vấn giúp cho xem là có nên đi lại bà đấy hay là đi tìm người khác, để mong chuyên gia tư vấn đỡ. Thế ông có muốn lấy vợ không? Thì muốn thì muốn rồi, muốn rồi thì có cái gì đấy là thế muốn. Thế nhưng mà ông bà là muốn đấy là cứ phải danh chính ngôn thuận đúng không? Phải đăng ký kết hôn à? Phải làm mấy mâm cơm cúng tổ tiên họ hàng à? À thì vẫn phải có thế nhỉ. Rồi, bà ấy thì kêu là có cháu rồi, tức là bà ấy cũng lớn tuổi rồi đúng không ạ? 55 tuổi rồi. À, ui dồi, yêu nhau tức là từ 10 năm trước là bà ấy mới có 45 tuổi thôi à? Rồi. Thế là quý hóa quá. Mối tình 10 năm nay mà bây giờ quyết định đi đến với nhau chung một nhà. Ờ. Thế là nhà nào? Định ở nhà thế nào? Ở thế bên nhà cùng với tôi chứ còn thế nào nữa. Bà trước kia là bà trước kia là còn trước là còn chưa đi dị ông á. Đấy, nhưng mà độ 3 năm 2 năm nay thì đi dị khoảng 2 năm nay thôi thì mới muốn à. Ông muốn lôi về bái về ở cùng với ông đúng không? Rồi. Thế là hai quê hai người ở xa nhau không? Được là 6-7 cây thôi. Tức là trong cùng một huyện thôi đúng không? Vâng. À. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bác nhé. Mời anh Đinh Đoàn ạ. Vâng, xin chào anh. Vâng ạ. Chào bác. Vâng, 71 anh ơi, anh có khỏe không? Tôi thì nó chẳng có bệnh tật gì, không có vấn đề gì, mỡ máu, tiểu đường, các thứ áp huyết không được gì. Ôi tốt quá, chúc mừng anh. Cái đấy là cái vốn quý đấy ạ. À. Vâng, tôi vẫn đi đánh bóng hơi, bóng chuyền hơi, mới đạp xe đạp chiếc bình thường. Ôi rồi ạ, thế à, vâng. Trước hết là có cái món sức khỏe tốt, cái thứ hai nữa là anh cũng đào hoa đấy. Anh vâng. Anh cũng chinh phục được một cái chị mà ở với chị 10 năm nay. Mà vâng. Cũng mới có 3 năm nay chị mới ly hôn, tức là trước đó là chị cũng thậm thụt thôi đúng không? Vâng. Chị vẫn có chồng, có con, có cháu nhưng mà vẫn đi lại với mình. Thế vâng. Rồi, anh có là nguyên nhân khiến chị ly hôn không hay là gia đình người ta không sẵn rồi? Vì là cô này, tức là ông này ông hành hung má từ lâu rồi, chứ không phải các con ông khuyên là nó bỏ. Vâng. Đấy.
Hiện nay chị đang ở với ai ạ? Bây giờ chợ có không ở mình con nào, bây giờ ở nhà mẹ đẻ. Mẹ đẻ và cũng chỉ có hai mẹ con thôi đúng không? Rồi rồi. Vâng. Rồi. Anh chỉ có hai phương án. Phương án thứ nhất, thật ra quan trọng nhất là cái lòng hướng về nhau thôi. Vâng. Nếu như anh chị mà cứ nhà hai người ở một tuần gặp nhau đôi ba lần, khi thì anh sang bên đấy, khi thì chị về bên này, xì sụp nấu ăn rồi ngủ được thì ngủ, chả ngủ thì dắt díu nhau đi một tí rồi về cũng được. Đấy là cái phương án thứ nhất là thì mình bảo toàn được mọi sự. Mình cũng không có, bởi vì đi đăng ký kết hôn là mình nảy sinh cái mối quan hệ hôn nhân. Nói chứ cái nhà của anh rồi mai kia cũng sẽ cái chuyện nọ chuyện kia, rồi biết đâu con cái nhà mình nó thấy rằng bố 71 rồi, bố đi rước một cô về, bây giờ làm đám cưới, mai kia là ngộ nhỡ có làm sao là cái nhà là cô thừa kế. Anh không thể cho cô trắng tay được, vì đương nhiên là vợ mình mà, đúng không? Thế và khi mà người chồng có sơ sẩy gì thì cái hàng thừa kế đầu tiên là người vợ rồi đến các con. Thế thì rất là may là bởi vì chị cũng chả muốn là rắc rối đi thêm, lấy thêm chồng nữa cho nó tự nhiên lại phải đi làm dâu. Thế rồi là nếu mà lấy anh thì đương nhiên là sẽ phải là đi lại bên này dỗ Tết nọ kia, nó cũng phiền phức. Thôi mà hai nữa là tuổi tác bây giờ trời còn cho khỏe, chứ nhưng cái khỏe này cũng chỉ có kỳ hạn thôi. Không ai cứ khỏe mãi được. Cứ cho rằng anh khỏe đến 80, còn chị thì năm nay cũng 55 rồi, thì cũng 5-7 năm nữa là cũng bắt đầu túc tác rục rạc, nó nảy sinh chuyện nọ chuyện kia. Cho nên phương án thứ nhất là tôi nghĩ đồng ý với ý kiến của chị. Chúng ta yêu nhau, thương nhau, rất là quý nhau. Anh đến với em không phải vì chuyện nọ chuyện kia. Nhưng thôi, nếu em thật sự không thỏa mái, anh thì anh muốn rằng là cho nó danh chính ngôn thuận, được vợ chồng dắt tay nhau đi giữa đường, người ta chào là chào hai cụ, hay là chào cụ với cô đi chơi nó cũng vui, đúng không? Vâng, thế còn nếu không thì thôi cứ thế duy trì thực trạng hiện tại, bởi vì anh chị có chung sống với nhau cũng không vi phạm pháp luật. Hiện nay là không, trước thì có, nhưng bây giờ là trai chưa không vợ mà gái thì không còn chồng, có đúng quyền rồi. Đến với nhau. Thế đúng còn rồi. Thì nếu như thật sự anh vẫn cứ mong muốn, vì hiện nay chị ở với mẹ đẻ, nói thế chứ cũng mình muốn rằng là đã 10 năm gắn bó, nếu ở với nhau 10 năm nữa là 20 năm làm vợ mình, ngộ nhỡ cô có làm sao thì các con của mình nó cũng có trách nhiệm với cô một tí, hoặc là cô cũng có một tí tài sản để cuối đời cô không trắng tay, thì mình phải phân tích. Thật ra này, nếu mà ở không đăng ký kết hôn thì anh sướng quá, vì mới khỏi dính dáng gì, nhưng anh rất lo cho em. Bây giờ còn ở với mẹ, rồi mai kia mẹ già mẹ mất, rồi anh cũng chẳng thể ở mãi với em, lúc ấy em thế nọ thế kia trắng tay. Cho nên về bên này, nếu như mà em về với anh thì các con của anh dù gì chăng nữa nó cũng cứ gọi là mẹ kế đi. Dù nó có thật sự không thương được như mẹ đẻ, nhưng mà nó vẫn có tí trách nhiệm vì vợ của bố. Thôi rồi còn có người nọ người kia, cuối đời cô không có quá côi cút vất vả, bởi vì cuộc hôn nhân của cô cũng đã khổ quá rồi, đúng không? Trước cô mười mấy năm lấy chồng toàn bị bạo lực, thế thì nay thì gặp một cái người ta thương mình thì cho người ta một cái danh phận nó đàng hoàng một tí, động viên nhé. Thế còn nếu cô cứ ngang bướng kiên quyết không thì ta duy trì là nhà hai người ở nhưng mà vẫn yêu nhau. Vâng. Thế là bác có hai phương án do anh Đinh Đoàn, mà cũng không phải riêng anh Đinh Đoàn, mà do chính hai bác đã vạch ra. Một ông thì rất là mong muốn là vợ đàng hoàng, con đàng hoàng, đúng không? Không, một bà thì chỉ muốn là giao lưu qua lại thôi. Là các con các cháu nó ở riêng một nhà, nó không có ở chung đụng với rồi tôi. Bác với cả cô ấy là trao đổi với nhau, thống nhất quan điểm và đi đến quyết định cuối cùng nhé. Vâng, cảm ơn anh Đinh Đoàn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Hưng Yên. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu, số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối. Xin chào một khán giả gọi đến từ Hưng Yên. Vâng, xin cảm ơn chương trình Cửa sổ tình yêu. Vâng, chào bác ạ. Vâng, tôi muốn gặp bác sĩ Hoàng Thi Hải. Dạ vâng. Bác năm nay lớn tuổi chưa ạ? Tôi năm nay 60 tuổi rồi. À thế ạ, vẫn còn trẻ lắm. Cái tư vấn là tôi ở cái vùng kín này là tôi bị hâm, nó cứ bị ướt. Rồi. Nhất là mùa hè là nó ấy lắm, mùa hè là nó bẩn, nó khó chịu, nó mà sinh hoạt vợ chồng nó rất nó không được tự nhiên. Cái hiện tượng này có lâu chưa? Có lâu rồi, nhưng mà nó vì là nó mặc cảm cho nên là cũng không đi khám, nhưng mà tôi dùng cái
cái phân room đấy, phân room của trẻ em nó rồi ăn trộm vào phần room của cháu rồi là xoa vào cho nó khỏi hăm nữa đúng không? Vâng, thế nhưng mà nó chỉ được một lúc thôi. Thế còn thì tôi cũng dùng cái quần xịt của mua đấy, là nó có những cái hạt chống ẩm ấy. Vâng. Ở quần xịt nó đã có cái túi khâu cái hạt chống ẩm mà, nhưng mà cũng không giải quyết được cái vấn đề gì. Dạ vâng. Cái chuyện mà hăm bẹn bìu của anh ấy thì bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tâm sự với anh nhé. Vâng, cảm ơn ạ. Vâng, xin chào anh ạ. Vâng, cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Tôi rất là chia sẻ với anh, bởi vì mới có 60 tuổi mà nhiều bệnh quá anh nhỉ. Vâng, mà toàn những cái bệnh mà lại phải đi chữa ở bệnh viện chuyên khoa, hoặc là những bệnh viện nó cũng phải có nhiều những cái phương pháp rất là tốt thì may ra mới có thể xử lý được các cái vấn đề của anh. Nó ấm mà nó ấy, nó hầm, nó khó chịu, nhất là sinh hoạt vợ chồng nó phức tạp lắm. Đúng rồi ạ. Vâng. Cho dù như thế nào thì bệnh nào nói chung cứ mắc bệnh là khó chịu anh nhỉ. Và một cái nguyên tắc là từ cái tuổi của anh ấy ạ, thì cứ có bệnh nào là mình phải điều trị dứt điểm những cái bệnh đấy đi nhá. Có những bệnh nó thuộc, kể cả nó thuộc về mãn tính đi chăng nữa, thì mình cũng phải có thăm khám theo dõi của bác sĩ và phải theo đúng chỉ định của bác sĩ. Quay trở lại cái việc mà anh bị mắc cái bệnh như thế thì nó là bệnh về da liễu thôi mà anh. Có thể nó chỉ là bệnh về ngoài da thôi. Những cái phương pháp của anh đều không đúng. Ví dụ những cái bệnh về da liễu mà là do viêm da chẳng hạn, hay là do bị nhiễm nấm, hay là do bị nhiễm ký sinh trùng, vân vân, thì mình càng bôi phấn rôm vào thì nó lại càng nguy hiểm ạ. Bởi vì khi anh bôi phấn rôm như thế vào thì nó sẽ làm bít tắc tất cả những cái lưu thông khí huyết, rồi là làm cho cái môi trường của nó càng trở nên không thông thoáng, và là một trong những nguyên nhân làm cho bệnh nó sẽ kéo dài hơn. Thứ hai nữa là tôi cũng chưa hiểu là cái quần nào mà lại có thể đi khâu cái chống ẩm vào đấy. Nhưng mà cái thường là những cái túi chống ẩm hay là những cái túi mà có chứa những cái hạt chống ẩm, người ta sẽ chỉ sử dụng để vào những cái phần mà có thể hút các cái khí, nhưng mà nó chỉ là trong những cái sản phẩm hàng hóa thôi ạ. Chứ còn ở những cái liên quan tới sức khỏe thì người ta sẽ không sử dụng cái phương pháp như thế đâu ạ nhá. Có lẽ là nếu mà có đi chăng nữa thì có khi lại sử dụng cái sản phẩm đấy để mà chống ẩm cho quần áo, thì tôi thấy là có vẻ hợp lý hơn, để cho quần áo đỡ bị hôi mốc, hoặc là nó không, trong những cái trời nồm nó có thể hút thôi, chứ còn người ta sẽ không sử dụng cái sản phẩm đấy để cho sức khỏe đâu ạ nhá. Vâng, cho cơ thể mình đâu. Anh, chuyên khoa của anh rất là đơn giản, anh đi khám ở chuyên khoa da liễu mà. Nhưng mà vì anh bị rất là lâu rồi thì người ta sẽ phải kiểm tra tổng thể cho anh, xem là có phải nguyên nhân tại chỗ, có thể người ta sẽ phải làm xét nghiệm da hoặc là những cái vị trí tổn thương của mình, để tìm hiểu xem là nguyên nhân mình bị viêm da như thế nó là do cái gì, và từ cái nguyên nhân đấy người ta sẽ điều trị cho anh. Nhưng một cái khác nữa và mình cũng không nên chủ quan, đấy chính là những cái triệu chứng về ngoài da, nó có thể là những cái dấu hiệu cảnh báo những cái bệnh khác, đặc biệt là những cái bệnh ví dụ như là liên quan tới miễn dịch, liên quan tới tiểu đường chẳng hạn. Những cái người bị mắc bệnh tiểu đường thì thường những cái vết xây sát hoặc những cái vết tổn thương trên da nó rất là lâu liền, và nó lâu lành cũng như điều trị rất nhiều khó khăn. Tốt nhất anh phải đi khám chuyên khoa da liễu đi ạ. Nhá, vâng, để điều trị cho nó dứt điểm đi. Vâng, cảm ơn chương trình, cảm ơn anh Thành Văn nhá. Dạ vâng, chào anh nhá, chúc anh có sức khỏe thật tốt ạ. Cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Vĩnh Phúc. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu, số điện thoại tổng đài 02438262625 đang chờ quý vị kết nối. Chào anh Thành Văn. Dạ, chào anh ạ. Vâng, rất vui khi được gặp anh ạ. Tất cả ban biên tập của chương trình Cửa sổ tình yêu. Dạ vâng, quý hóa quá. Tôi cho tôi có một cái ý này, cho tôi gặp bác Minh Đoàn. Rồi. Vâng. Anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? Tôi sinh năm 1962. À thế ạ? À? Năm nay cũng là 62, nếu mà 61, 62. Vâng, rồi. Thế vâng. Anh băn khoăn điều gì đấy? Tôi có một cái chuyện như này. Có một cái bà ở xã bên, thì chồng người ta cũng chết, người ta được hai người con, rồi thì con gái người ta đã
lấy chồng có cháu ngoại rồi. Thì con Dương đang mới lấy chồng, nhưng mà tôi có quan hệ với người ta nó vào khoảng tầm 9 đến 10 năm. Thế à? Thế nhưng đến nay là tầm cỡ độ khoảng 15 ngày. Thì tức là điện với người ta là người ta không liên lạc, người ta không nghe. Rồi. Thì tôi muốn gặp bác Đoàn, tôi hỏi xem là muốn lưu kéo tiếp tục hay là để dừng. Thì về ban biên tập Cửa Sổ Tình Yêu cho tôi một lời khuyên. Rồi, thế là bà nhà mình đâu? Bà nhà tôi vẫn còn. Bà nhà tôi kém tôi một tuổi. À thế à? Bà nhà sinh năm 63. Đây là ngoài luồng, tức là tóm lại là à, ngoài luồng, mười năm nay rồi. Vâng. Thế là bà nhà có biết không? Không để tôi biết, tức là có gì là tôi không để tôi biết, tôi vẫn phải che. Giỏi thế. 10 năm ngoại tình mà vợ không biết. Vâng. Thế vì là các cháu nhà tôi là nó cũng lại đi làm ăn ở xa, thế nó không ở nhà. Thế cho nên là có mỗi tôi với bà mọi nhà tôi thôi, thì tôi vẫn giấu với xe. Từ nhà anh đến nhà bà ấy là bao nhiêu cây số? Nó chỉ vào 2 cây thôi. À thế là cùng xã à? Không, khác xã nhưng mà kiểu là đuôi nọ vào đầu kia. À tức là hàng xóm xã nhau đúng không? Rồi, kề nhau. Rồi. Thế nhưng mà trước lúc mà tôi có con đại bà thì kể cả là nhà nghỉ chúng tôi cũng có, mà dưới nhà bà ta là tôi cũng có, mà lên trên nhà tôi là cũng có. Đúng rồi. Đã kể rằng là tôi tiện chỗ nào là chúng tôi có thể làm được chỗ đấy. Thế lên trên nhà mình thì vợ mình đi đâu? Thì nhà tôi đi làm thì tức là tầm khoảng đâu hẹn nhau tầm khoảng 8 giờ thì 7 giờ nhà tôi đi thì tầm 11 giờ tôi về. Thế à? Anh nói đấy. Trên đài như thế này là vợ sẽ nghi ngờ đấy nhá. Cứ yên tâm tôi che được mà. Cho tôi gặp bác Bình Đoàn nhá. Rồi, thế nhưng mà 15 ngày nay thì là liên lạc bà ấy không nghe máy, không nghe. Mất liên lạc luôn đúng không? Gọi điện là không nghe mà không gọi lại. Chứ trước kia là chỉ cần nháy điện một cái là gọi lại nhau thôi. Thì anh có tìm hiểu nguyên nhân không? Biết đâu bệnh tật sao thì làm sao? Không phải bệnh tật, tức là tóm lại khả năng là người ta có khi là người ta đến điểm dừng. À. Chứ còn không có vấn đề gì mà. Thế thì đấy. Anh có vác xe chạy sang đấy không? Có 2 cây không, số. Không. À. Không. Tức là gọi không nghe là cũng không thèm luôn. Gọi không nghe là tôi cũng không gọi nữa. Tức là cái ngày bây giờ tôi gọi bác còn không nghe mà không thấy gọi lại tôi không gọi nữa. Nhưng trước kia chỉ cần nháy điện một cái là một tí là gọi lại nhau. Anh 63 thì chị thì bao nhiêu? Chắc là cũng kém tôi được khoảng 3-4 tuổi. À cũng là U60 đúng không? Tầm đấy chắc là không phải rồi, năm mấy gì đấy. Cũng không yêu người năm mà không biết người ta bao nhiêu tuổi. Thì đâu giờ 15 ngày nay thấy bà ấy không liên lạc với mình cái là cảm thấy là hụt hẫng, thất tình đúng mình không? Đau buồn đúng không? Đau khổ quá đúng không? Chống vắng thì phải gặp bác đến bác Bình Đoàn. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với anh nhé. Vâng, chú chị cảm ơn. Vâng, xin chào anh. Vâng, chào bác. Vâng. Trước hết là thấy anh tuổi sinh năm 62 mà thấy khỏe khoắn, tươi vui, cười rõ ròn. Thế bác rồi Đoàn ơi. Bác Đoàn ơi. Bác Đoàn. Rồi. Cả lăng cả của nhà mà cả của đấy là tuần được 4 cái với 5 cái là chuyện thường. Vâng. Bây giờ thế này. Anh đúng ra thì như anh Thành Văn nói ấy, nhà cách nhau có mấy cây số. Thôi tuy là cặp bồ nhưng nó còn có nghĩa tình. Ngộ nhỡ chị đột quỵ, ngộ nhỡ chị tai biến, ngộ nhỡ chị bị tai nạn, bây giờ con nó đang đưa bà vào trong bệnh viện. Ông cứ ngồi đấy mà ông ăn ngủ với người ta 10 năm nay, xong bây giờ ngồi đấy là nghi ngờ, ghen tuông, suy luận lung tung thì cũng không phải. Thôi vác xe sang đấy, mình không muốn vào tận nhà thì mình cũng dò xe, xét làng xóm láng giềng, để mình nắm tình hình cái người bạn tình của mình 10 năm nay đi, xem cô có gặp việc gì. Nếu thấy cô vẫn phớ lỡ, thấy đang cười tươi, cười vui thì thôi mình phải hiểu biết là thế này. Một là cô muốn dừng lại. Cái gì thì gì chứ cái kim bọc rẻ lâu ngày cũng lòi ra. Ở đây là một mối tình ngoài luồng. Thôi thì vợ anh là người hiền lành chứ người khác người ta tinh ý là người ta cũng sắp phát hiện ra. Hoặc là chị có phát hiện ra rồi nhưng mà chị cũng chẳng biết là làm thế nào thì thôi mặc cho ông đi, ông chán thì ông về. Thế thì đấy tôi đang nói là việc đầu tiên là mình phải tìm được nguyên nhân. Nếu như đúng là chị đang gặp những cái điều trắc trở, những cái chuyện buồn hay là những cái ốm đau tai nạn thì mình phải sống nó có tình người. Phải thắp nom nhau, phải quà cáp, phải hỗ trợ chứ hí tuần đi ngủ với nhau 4 lần không, bây giờ người ta ốm nó đau xong là ngồi đấy mà không gì thì nó tệ quá nhá. Việc đầu tiên là sang đấy dò la.
Vâng. Cái việc thứ hai, nếu biết chắc là không bị ốm đau, không bị tai nạn mà người ta tránh mặt mình thì biết rằng người ta dừng lại. 60 tuổi đầu rồi, phụ nữ dại thì dại, cũng sẽ có lúc khôn, đúng không? Vâng, vâng. Ờ, có thể người ta thấy bắt đầu không nên tiếp tục nữa, rồi biết đâu bà vợ nhà mình hoặc các con nhà mình nó biết rồi, người ta rung cây dọa khỉ, người ta gặp cô ấy, người ta đánh ghen, người ta nhắc nhở gì thì sao. Đấy, vâng. Thứ hai nữa là cũng có thể là chị gặp một người nào đó mà người ta cũng khỏe như mình, nhưng mà người ta lại muốn mang lại cho chị nhiều hạnh phúc hơn. Ví dụ như người ta không vướng bận là vợ con, không phải là chỉ đi ngủ, mà người ta còn có thể rung răng ru rẻ dắt tay nhau đi trên đường làng, chở nhau đi lên trên huyện ăn kem, ăn phở, hoặc là tóm lại là nó đường đường chính chính. Thế thì anh có 2-3 việc. Việc thứ nhất là sang đấy xem sao nhá. Thế là khả năng là cái mà mọi nhà tôi mà biết là khả năng là 1000% là không có. Thế nhưng chỉ có cái ý bác nói là thứ nhất là có khi nào ốm đau, cái thứ hai là người ta muốn điểm dừng. Thôi thì cái này là xin cảm ơn bác nhá, cảm ơn chương trình. Vâng, tôi xin nhận nhá. Cảm ơn, xin chào anh nhá. Nhưng mà anh phải hiểu rằng một điều, anh đang vi phạm pháp luật đấy. Bởi vì anh đang có vợ con đồng hoàng mà quan hệ ngoài luồng 10 năm với một cô gái khác nhá. Nên dừng lại thì tốt hơn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết thúc chương trình Cửa Sổ Tình Yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Hưng Yên. Alo Hưng Yên đâu ạ? Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa Sổ Tình Yêu. Số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối. Alo ạ? Tôi đang nghe chị nói đây, câu hỏi của chị là gì vậy? Vâng, anh yêu cho em hỏi là em mới sinh thêm bé thứ ba ấy. Năm nay bây giờ cháu được 9 tháng rồi, nhưng mà em sờ bên tinh hoàn của cháu nó lại có mốt ở bên anh ạ. Thế à? Thế là sáu, hai đứa đầu là con trai con gái? Em một trai một gái anh ạ. À, đây là đứa thứ ba hay đứa thứ hai? Đây là đứa thứ ba anh ạ. À, tức là trên nó thì là đã có một chị một anh rồi đúng không? Vâng ạ. Rồi, thế là năm nay bây giờ cháu mới được 9 tháng tuổi à? Vâng ạ. Rồi, thế lúc sinh ra thì bác sĩ có kiểm tra không? Bác sĩ luôn kiểm tra khi sinh mà. Không kiểm tra đến cái đấy anh ạ. Ồ, kỳ lạ nhỉ. Bây giờ tôi thì tưởng là khi sinh ra là bác sĩ phụ sản đã kiểm tra luôn tinh hoàn xem con đã xuống hết chưa mà. Em không biết, em đẻ xong cũng chả thấy bác sĩ bảo gì. Thế sinh ở xã à? Hay là... Không, em sinh ở tỉnh ạ. À, bệnh viện Nhi tỉnh á? Sản Nhi? Vâng, bệnh viện Nhi của tỉnh ạ. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tâm sự với bạn nhé. Chị chào em. Vâng, em chào chị ạ. Trộm vía con khỏe không em? Cháu cũng ngoan chị ạ. Nhưng mà em, tại vì em tắm cho nó em sờ, em bảo là sao nó lại có mốt một bên. Bây giờ em mới sờ thấy hay là lâu rồi? Cũng từ lúc nó tầm 3-4 tháng thì em cũng sờ thấy rồi, nhưng bây giờ là sờ rõ. Lúc mà tầm 3-4 tháng thì cái phần dưới của nó cứ mọng mọng lên đi chị ạ. Nhưng mà đến bây giờ thì nó trở lại bình thường, nhưng mà sờ thấy có mốt một bên chị ạ. Thế hả? Ừ. Vâng. Thế thì phải cho con đi khám thôi. Bởi vì là nếu mà sờ có một bên tinh hoàn thì thường là có thể cháu nó một bên tinh hoàn, nếu nó vẫn còn nằm ở trong ổ bụng ý, thì người ta gọi là tinh hoàn ẩn. Và người ta sẽ đưa nó xuống được, xuống bìu. Còn trường hợp xấu hơn nữa thì có thể nó là một cái dị tật, nó chỉ có một bên tinh hoàn thôi. Nhá. Và mình, tại vì mình cái lúc mà con còn nhỏ, anh Văn Anh nói rất là đúng ý. Việc đầu tiên khi mà cái đứa bé nó ra đời ý, nó đã khóc được rồi này, nó thở bình thường, nó tốt, thì bao giờ người ta cũng hay kiểm tra cơ quan sinh dục của nó xem là nó có vấn đề gì không, nhất là bé trai ấy. Đấy, mình tắm cho con, mà ngày nào mình cũng tắm cho con, mà bây giờ con 9 tháng rồi mới phát hiện là tinh hoàn của nó lúc ẩn lúc hiện như thế, thì hy vọng là có thể nó có một cái tinh hoàn nó đang chui ở trên ổ bụng thôi nhá. Em đưa cho con quay lại bệnh viện Nhi. Vâng, em cứ nghe nhiều người nói thì bảo là nó bao giờ nó lớn thì mới đi khám. Không có, em phải đưa đi khám luôn đi nhá. Tinh hoàn mà nó phải ở đúng vị trí của nó thì nó mới có thể phát triển được và nó mới bình thường. Còn nếu như mà giả sử nó có chẳng hạn mà nó lại nằm ở trên ổ bụng thì nó không đúng cái vị trí của nó thì nó sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển của tinh hoàn, và càng để lâu thì đưa xuống nó sẽ càng khó nhá. Em cho con quay lại bệnh viện Nhi ấy, bệnh viện Nhi của Hưng Yên ý nhá, người ta sẽ kiểm tra cho con xem tiến là tiến tỉnh đấy là làm được cái gì chị? Đúng rồi, Hưng Yên là làm được rồi, sản nhi của Hưng Yên cũng rất là tốt mà nhá. Vâng. Cho con đi khám sớm đi.
Rồi, bạn đã nghe rõ rồi chứ? Cho con đi khám sớm, bởi vì nếu mà tinh hoàn nó còn đang nằm trên ổ bụng thì rất là đơn giản, bác sĩ sẽ lôi xuống và sẽ không bịt cái lỗ mà nó có thể chui lên được nhá. Còn càng để lâu mà khi con, nhất là khi con đã dậy thì rồi mà cái tinh hoàn nó vẫn ở trên ổ bụng thì vô hình chung là một tinh hoàn không còn tác dụng nữa nhá. Vâng, cảm ơn ạ. Xin chào bạn, cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Quý vị khán thính giả thân mến, chương trình Cửa Sổ Tình Yêu của chúng tôi do Trung tâm Truyền thông Thanh Thiếu Nhi Trung ương Đoàn thực hiện đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị khán thính giả ở các chương trình sau. Quý vị vừa theo dõi chương trình Cửa Sổ Tình Yêu, hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0243 826 2625 để chúng tôi thiết kế một cuộc tư vấn miễn phí dành cho quý vị.